các bạn đang nghe truyện sư phụ ta mỗi đến đại nạn mới đột phá trên kênh TV audio cv. Chương 115, tiếp đến hạng, phúc lợi đi. Lúc này, Bồ Đào thả ra đoạn hình ảnh. Hai cậu bé đang so tài xem thuật pháp của ai lợi hại hơn. Kết quả trong đó có một cậu bé sử dụng tiểu linh vũ thuật, đến đây hình ảnh vẫn còn tương đối bình thường. Cậu bé còn lại khinh thường nói, cơn mưa này của ngươi không có tác dụng gì cả, xem ta đây. Theo đó đứa bé kia đã kết xong mấy pháp ấn kỳ quái, trên bầu trời xuất hiện một đám mây mù màu vàng của phân. Sau đó từ trên bầu trời rơi xuống đám phân, một trận gió lớn thổi qua, cả hai thằng nhóc không ai may mắn thoát khỏi. Đến đây hình ảnh kết thúc. Ha ha, thằng nhóc này sáng tạo ghê. Từ phàm suýt nữa thì cười đến ná thở, đây gọi là gì, tiểu thủy vũ thuật à, sau đó bồ đào liệt kê ghi chép lại các quan sát về cậu bé kia ở vạn pháp các trên đó là bản chết mở rộng và tăng cường thuật pháp cơ sở do mình tiện tay viết. Chu Khai Linh, tiểu tử đó sau này chính là đệ tử thứ năm của ta. Từ Phàm nói, sang Linh Sư, cho dù đi đến đại lục trung tâm cũng rất ít khi nghe nói đến, xem ra đây mới thực sự là chức nghiệp khang hiếm. Lúc này, Chu Khai Linh đang quan sát bản ghi chép của Từ Phàm trong vạn pháp các đang rất đau khổ, bây giờ hắn nghĩ cách cải tạo lại tiểu thủy vũ thuật kia một chút, nếu không sẽ rất dễ làm bản thân bị thương. Lúc này, cậu bé so tài với hắn trong video lại xuất hiện. Khai Linh, ngươi biết không, mấy vị lão sư tiên nhân dạy chúng ta đã bắt đầu thu đệ tử rồi đấy. Sau này chúng ta lên lớp phải biểu hiện cho tốt, nói không chừng sẽ được mấy lão sư tiên nhân nhìn trúng đó. Cậu bé nói, không cần biểu hiện, thứ nên là của ngươi vĩnh viễn sẽ là của ngươi, ngươi xem trưởng môn của chúng ta thu được hai nữ đệ tử thích bảo bối phong chủ linh kiếm phong thu hai đệ tử yêu kiếm thuật còn có rất nhiều những điều này chỉ cho thấy một hiện tượng tiên nhân thu đồ đệ là đều có mục tiêu những người bình thường giống như chúng ta thì đợi tông môn an bài sau đi chu khai linh thuận miệng nói không ngươi không bình thường ít nhất ngươi biết vẫy phân vẻ mặt của thằng bé cứ như kiểu thì ra ngươi khoái kiểu này đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi đó không phải phân đó chỉ là linh lực ngưng tụ lại giống phân thôi vẻ mặt chu khai linh tức tối nói từ sau lần tỉ thí lần trước hiểu lầm này cũng không nói rõ ràng được từ phàm đi ra khỏi mật thất dưới lòng đất bây giờ phải gọi là nhà máy bí mật dưới lòng đất hắn trông thấy từ cương đang nâng một con hải xà lớn bay tới trên mặt tràn đầy vẻ khoái cảm và thống khoái sau khi chiến đấu sư phụ hôm nay ta phát hiện ra một con hải xà nguyên anh kỳ ở phía đông ẩn linh đảo ta bèn lập tức giết chết nó, ban đêm lại có thể thêm đồ ăn cho bọn nhỏ. Từ cương dùng linh lực nâng con hải xà dài trăm mét nói. Cho bồ đào đi, bây giờ tay nghề của mọi ngươi cũng vô dụng. Từ phàm vừa nói xong, từ phía xa hai con rối cự điểu kim đan kỳ bay tới, lấy đi hải xà trong tay từ cương. Không có chuyện gì, từ phàm dẫn theo từ cương chậm chậm đi về phía chủ phong của ẩn linh đảo, hắn đang xem ẩn linh đảo đã bị bồ đào cải tạo thành cái bộ dạng gì. Sư phụ, qua một thời gian nữa, ta đoán chừng có thể thăng cấp lên nguyên anh kỳ rồi. Từ cương ở bên cạnh nói. Cô, đã qua cửa ải của con rối rồi à, từ phàm sững sờ, sau đó hỏi, là ta cài đặt độ khó quá thấp sao, hay là ta đã coi thường đồ đệ của mình rồi. Dựa theo tính toán của hắn, từ cương cần ít nhất 5 năm mới có thể khiêu chiến thành công, thăng cấp nguyên anh vâng qua một thời gian nữa là có thể khiêu chiến thành công rồi từ cương nói được rồi chúc mừng ngươi trở thành đệ tử nguyên anh kỳ đầu tiên của bản môn từ phàm nhìn đại đồ đệ đã theo mình từ nhỏ nói ha sư phụ nói đùa rồi từ cương gãi đầu nói nhưng ngươi nghĩ chỉ cần khiêu chiến con rối xong là được rồi sao ngươi quên ta còn giao cho ngươi một nhiệm vụ sư phụ ta cùng với tiểu tịch đã rất cố gắng thật sự là vẻ mặt từ cương lúng túng nói từ phàm trực tiếp lấy ra một ngọc giảng bên trên có hai bộ công phu thiên dương pháp và nguyệt âm công ngươi với tiểu tịch cùng luyện sau hai năm mà còn chưa có ngươi hãy thăng cấp nguyên anh được rồi từ cương không tình nguyện nói hắn không hiểu tại sao sư phụ lại luôn xoắn suýt cái này thấy đại đồ đệ đã đồng ý từ phàm gật đầu có thể muộn hai năm thì muộn hai năm đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xẹt qua ba con rối kim đan kỳ sư phụ có yêu thú xâm nhập từ cương nói rồi đang định bay qua đó không phải chuyện lớn lao gì đến lúc thật sự cần ngươi ra tay thì bồ đào sẽ thông báo cho ngươi từ phàm từ tốn nói loại chuyện này cứ cách mấy ngày là lại xảy ra một lần cô buổi tối trong nhà ăn sáng như ban ngày ở đại sảnh bắt đầu cử hành một buổi tiệc toàn là món trắng tất cả mấy đứa trẻ đang hoan hô cho một bữa ăn ngon mặc dù bọn chúng không ăn được bao nhiêu từ phàm mang theo các đồ đệ cùng vương vũ luân ăn cơm trên một bàn từ đại ca người biết không hiện tại tượng châu của chúng ta bây giờ đã bị toàn bộ yêu tộc chiếm lĩnh chúng đang xâm lấn đến các châu khác vương vũ luân nói từ sau khi tín hiệu ở nơi này tốt hơn hắn đã nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến tượng châu ta cũng thấy tin tức này Bây giờ đã có một nửa các tôn giả trấn thủ thông đạo hai giới ở đại lục trung tâm đi thịnh linh châu chuẩn bị trấn áp yêu tộc. Còn mở ra phần thưởng lớn triệu tập kẻ sĩ có chí ở tu tiên giới đến thịnh linh châu cùng nhau trấn áp yêu tộc, từ phàm nói, nhìn vẻ mặt khất khởi của huynh đệ tốt của mình thì biết rõ tên này muốn đi rồi. Sau này tông môn mà không còn chuyện gì ta muốn đến đó xem sao, thuận tiện tham gia tộc của ta một chút. Vương Vũ Luân nói, cuộc sống nửa ẩn cư trong thời gian này khiến hắn rất không thích ứng cảm thấy vào thời kỳ chiến đấu lại mà lại bắt đầu ẩn cư thực ra bây giờ tông môn cũng không có chuyện gì nếu ngươi muốn đi thì đợi ta một thời gian ta luyện chế vài món bảo khí cho các ngươi rồi hãy đi từ phàm nói hắn nhìn ra được nỗi cô đơn từ trong mắt của vương vũ luân đây không phải là cuộc sống mà hắn muốn được từ đại ca cảm ơn ngươi vương vũ luân nói hắn vốn muốn muộn một chút rồi nói nhưng hôm nay lại không nhịn được sau khi toàn bộ bữa tiệc trắng kết thúc từ phàm tuyên bố sẽ thu chu khai linh làm đệ tử thân truyền của mình ba tháng sau ngoài cửa lớn ẩn linh môn từ phàm bỏ một cái nhẫn không gian vào trong tay của vương vũ luân trong này có tất cả các pháp bảo và linh đan các ngươi có thể sử dụng từ kim đan kỳ đến hóa thần kỳ bên trong có một cái ngọc giảng sẽ giới thiệu kỹ càng cách sử dụng những pháp bảo này từ phàm nói không ngừng, đây là viết đến hạn, phúc lợi muốn đi rồi sao? Còn có, ta biết lần này các ngươi không rõ lúc nào mới có thể trở về, nhưng ngươi phải nhớ, 50 năm sau, cho dù có chuyện gì, ngươi cũng phải trở về một chuyến. Từ phàm nói, mệnh cách của tiểu tử đó vẫn chưa thay đổi, hy vọng trong thời gian này tình cảm của phu thê bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta biết rồi, từ đại ca, ẩn linh môn mãi mãi là nhà của ta. Vương Vũ luôn nhìn ẩn Linh Môn đã xây dựng tốt, trong lòng đột nhiên có chút không nở, nhưng bản thân ở lại nơi này phát huy thì tác dụng cũng rất nhỏ. Biết là nhà là được, sau này chiến đấu mệt rồi thì nhớ quay lại thăm. Được. Ngồi lên bảo khí hình phi thuyền bay về phía lâm sâm tiên thành. Phúc lợi đi rồi. Từ phàm thở dài một tiếng. Sau khi phúc lợi đi, cảm xúc của từ phàm rõ ràng hơi hạ xuống, vừa nghĩ tới chuyện sau này thiếu thứ gì đều phải dùng vàng thật bạc trắng để mua thì từ phàm lại bắt đầu đau đầu sau này chỉ có thể nạp tiền rồi sư phụ sau khi ta đến kim đan kỳ thì có thể không đúng lúc này vương hướng trì đi đến nói giống như sư phụ không chịu thả người á sau khi ngươi đến kim đan kỳ học được môn thần thông cuối cùng muốn đi nơi nào lịch luyện vi sư cũng mặc kệ nhưng tiền đề là phải giữ vững cái mạng nhỏ của mình từ phàm nói, hắn biết rõ việc trói chặt tất cả đồ đệ ở bên cạnh mình là chuyện không thể nào, đoán chừng chỉ có sau khi trở thành đại năng mới có thể an ổn một chút. Không thấy hàng thiên tôn cũng phải chạy, trên đường chạy mãi cho đến sau khi tới hợp thể kỳ mới có thể an ổn một chút sao. Tuân lệnh. Vương hướng trì nói. Từ phàm phất tay giải tán mấy tên đệ tử ở bên cạnh mình, quay trở lại võ đường của chủ phong. Chỉ thấy một mình Chu Khai Linh ngồi xếp bằng ở trong đó, vẫn đang trầm mê trong huyễn cảnh ba tháng này từ phàm không hề dạy bất cứ thứ gì luôn để hắn ở trong ảo cảnh xem mấy bộ anime chiến đấu máu lửa nào là jetsu đen cứu mẹ ký quang ti rồi là demon slayer toaru majutu no indekus phàm là thứ từ phàm đã thấy qua thì đều sẽ an bài cho hắn sang linh sư không động não là không được đến giờ ăn cơm từ phàm để con rối công cụ đưa tới hai phần cơm búng tay một cái Chu Khai Linh nháy mắt tỉnh lại từ trong ảo cảnh. Ta muốn phá hủy hết cái thôn này. Chu Khai Linh vừa ra đã kích động hô lớn, bộ mặt giữ tận nổi đầy gân xanh. Phá hủy hết rồi sao, không giữ lại cái nào à, từ phàm cảm thấy hứng thú hỏi. Đại thúc bán mì sợi và tỷ tỷ kia có thể giữ lại. Tiểu muội muội mắt trắng và sư phụ cũng có thể giữ lại. Nhưng bất kể như thế nào, lão đầu nhất định phải chết. Rõ ràng có thể cho nhân vật chính một tuổi thơ hoàn mỹ, tại sao lại khiến một đứa bé anh hùng chịu đãi ngộ như vậy? Nhìn sự kích động của Chu Khai Linh, Từ Phàm nhớ đến bản thân mình khi xem Hoàng Châu cách cách lúc nhỏ, đến đoạn Tử Vi bị trói, lúc đó hắn chỉ muốn cầm dao đi đánh một trận với dung ma ma. Chuyện bên trong ngươi đừng cho là thật, cho ngươi xem nhưng thứ này chủ yếu là để ngươi nhìn phương thức chiến đấu trong đó, mở mang đầu óc." Từ Phàm nói. "Tuân lệnh sư phụ." vừa rồi là ta kích động chu khai linh hành lễ nói xem anime quá mê mẩn nhập tâm đến mức sau đó không khống chế được cảm xúc của chính mình nhìn thấy đệ tử nhanh chóng khôi phục trấn định lại từ phàm hài lòng gật đầu những đồ đệ mà mình thu trên tâm cảnh cũng không tìm ra khuyết điểm có lẽ là hiệu quả của thử nghiệm bổ sung ăn cơm trước ăn xong rồi ngươi hãy tiếp tục xem lúc nào ngươi xem xong hết tất cả anime trong ảo cảnh thì ta sẽ dạy ngươi thứ khác từ Phàm nói. "Vâng." Sau khi ăn xong, nhìn Chu Khai Linh lại đi vào trong ảo cảnh, Từ Phàm gật đầu rồi đi ra khỏi chủ phong. Trên ngọn núi bên cạnh chủ phong của Ẩn Linh Đảo, hơn 10 con rối công cụ đang dọn dẹp đỉnh núi. Trong tay Từ Phàm cầm một tòa bảo tháp cỡ nhỏ, đây là bảo tháp thí luyện hắn luyện chế, sau khi thế hệ đệ tử mới đạt đến luyện khí trung kỳ thì có thể vào trong đây khiêu chiến. Bảo tháp có tất cả 9 tầng. Tương ứng với cảnh giới luyện khí tầng 4 đến tầng 12, muốn thăng cấp, trước tiên phải vượt qua tháp thí luyện tương ứng, bằng không chỉ có thể chờ thời gian hạn chế qua đi mới có thể thăng cấp. Sau khi con rối công cụ dọn dẹp xong, Từ Phàm trực tiếp lấy bảo tháp ra, đây là bảo khí lớn nhất mà bản thân hắn luyện chế được. Đáy của tháp thí luyện có đường kính 50 cm, cao 90 cm, bên trong còn có không gian mở rộng, mỗi tầng có thể chứa đến 100 đệ tử khảo hạch cùng một lúc. Sau khi từ phàm vào trong, trực tiếp lấy ra con rối tương ứng với mỗi tầng, tất cả hơn 2.000 con. Ừm, có tháp thí luyện, tương lai sau khi đệ tử ẩn linh môn rời khỏi đây, chiến lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Sau khi đưa tháp thí luyện cho bồ đào kiểm soát, từ phàm trở lại chủ phong, bắt đầu tiến hành cải tạo học đường. Lúc trước để Chu Khai Linh vào trong ảo cảnh học tập, trong đầu hắn liền nảy sinh ra một suy nghĩ, tại sao lại không để cho các đệ tử đều vào trong ảo cảnh học tập, dù sao cũng có bồ đào kiểm soát, hiệu suất cao lại còn tiết kiệm nhân lực. Thế là từ phàm đã hỏi bồ đào, phát hiện chỉ cần cải tạo lại học đường một chút là được rồi. Sau khi làm xong hết tất cả, từ phàm cảm thấy cuộc sống cá ướp muối tuyệt đẹp sau này sắp tới rồi. Kết quả là ngày hôm sau, lúc từ phàm đang tu hành thì bị bồ đào đánh thức. Chủ nhân, có yêu thú xâm lớn với quy mô lớn, tất cả hệ thống phòng ngự của ẩn linh đảo đã khởi động. Từ phàm chậm rãi mở to mắt, bất đắc dĩ nói, có thể cho người ta thanh tịnh một chút được không, cũng không phải trò chơi, tại sao hoạt động quái vật công thành này cứ không xong là vậy. Từ xa loáng thoáng truyền đến tiếng pháo cùng với tiếng nổ. Từ phàm cấp tốc khống chế lưu quan chu đi đến chỗ bị tấn công nghiêm trọng nhất. Lúc này từ cương sớm đã đến chiến trường, người mặc áo giáp linh lực, phía sau lưng hắn xuất hiện ảo ảnh nhìn tay, hàng trăm quả cầu linh thiết trắng chắc và siêu cứng lơ lửng phía sau ảo ảnh, Tất cả đều có cỡ như bóng rổ. Nham tương thế giới, nham tương tự nhân, nham tương chi vũ, nham tương chi xà. Từ cương vừa ra tay đã lấy ra thần thông thuật pháp hệ thống nham tương với phạm vị lớn nhất. Sư phụ, tiểu muội cùng với mấy đệ tử khác đã đến nơi khác trấn áp, nơi này do ta trông coi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn đám yêu thú vô cùng vô tận trong hồ kia, từ Phàm cảm thấy thật may mắn vì sớm đã trang bị cho ẩn linh đảo. Bồ Đào, với quy mô tấn công này hệ thống phòng ngự trong đảo có thể trụ được bao lâu nữa? Từ Phàm hỏi. Sau nửa tháng, đạn và pháo dự trữ sẽ tiêu hao hết. Trước mắt, Trừ Phi có yêu thú hóa thần kỳ tấn công, nếu không sẽ không có một con yêu thú nào có thể vào trong đảo. Nghe thấy câu trả lời của Bồ Đào, Từ Phàm gật đầu, ở trong mắt hắn Muốn giải quyết đám yêu thú công thành này rất đơn giản, chỉ cần tìm thủ lĩnh giải quyết là được. Từ Cương, ngươi ở đây trông coi, ta với Nguyệt Tiên đi giải quyết thủ lĩnh của đám yêu thú này. Sư phụ cẩn thận. Vẫn là ngươi cẩn thận một chút đi. Từ Phàm nói xong trên người đã xuất hiện một lớp áo giáp linh lực, sau đó trên không trung lại xuất hiện một bộ áo giáp linh lực khổng lồ cao 8 mét, Từ Phàm mặc áo giáp linh lực chui vào. Nguyệt Tiên theo ta đi giết thủ lĩnh yêu thú." Từ Phàm truyền âm nói. Vừa dứt lời, đằng xa có một âm thanh nhanh chóng phá vỡ không trung, một vệt sáng màu tím cấp tốc lao về phía Từ Phàm. "Sư phụ, kế hoạch tác chiến là gì?" Từ Nguyệt Tiên hưng phấn nói, làm người tầm bảo, ít nhiều gì cũng có chút yêu thích với chiến đấu. "Ngươi phụ trách ở bên cạnh tiếp ứng, ta chủ công, ngươi chỉ cần mở ra vết thương trên người yêu thú là được." thủ lĩnh yêu thú lần này có thể là hóa thần kỳ, ngươi có sợ không? Từ phàm nói, có sư phụ ở đây, ta không sợ. Từ nghiệp tiên cười nói, lúc bản thân sư phụ còn ở luyện khí kỳ đã có thể giết chết yêu thú kim đan, trúc cơ kỳ giết một yêu thú hóa thần kỳ cũng không quá mức đi, ít nhất cũng có thể chạy đi. Ha ha, vậy đi theo ta. Từ phàm nói rồi bay về phía có yêu thú dày đặc nhất linh hồn của một con yêu thú trúc cơ kỳ bị từ phàm trực tiếp bắt vào trong tay, đọc ký ức một cách giả mang. Ồ, thì ra ngươi là một con rùa, trứng của ngươi ở trên đảo này, ngươi muốn cướp con của mình về. Từ phàm từ trong trí nhớ của yêu thú, trong nháy mắt đã phân tích ra chân tướng. Ngươi nói chuyện cẩn thận ta còn có thể trả đứa bé lại cho ngươi, nhưng ngươi lại làm như thế này. Xin lỗi, sau khi ngươi đi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc đứa bé này cho thật tốt ẩn thân theo sau lưng ta, cho đến sau khi con rùa già kia hiện thân, ngươi hãy nhảy lên người nó tạo ra một vết thương là được. Từ phàm nhìn yêu thú từ đáy hồ sông ra đánh về hướng mình nói. Áo giáp khổng lồ cao 8 mét chỉ vươn tay nhẹ nhàng vung về phía những yêu thú đang sông tới kia, đám yêu thú trên không trung đã hóa thành những khối thịt được cắt chỉnh tề. Vạn ti giới Ngay lúc từ phàm mặc áo giáp khổng lồ vào người, không gian xung quanh cũng bị từ phàm giăng kín những sợi tơ còn nhỏ hơn cả sợi tóc đây là phát bảo mà từ phàm đã luyện chế sau khi trở thành trúc cơ kỳ bảo khí nhị giai vạn ti giới từ phàm không quan tâm những yêu thú kia trực tiếp mang theo từ nguyệt tiên bay về hướng nơi nào đó trên mặt hồ dao động yêu lực của con rùa già kia đã bị từ phàm bắt được con rùa già tìm thấy ngươi rồi từ phàm nói sau lưng xuất hiện trên trăm cây súng trường điện từ trực tiếp bắn về đám yêu thú đang ngăn trở phía trước, trong đó có hơn 30 cây súng trường điện từ nhắm thẳng tới ba con yêu thú Nguyên Anh Kỳ, Quang Minh Chính Đại nhắm vào. ầm hơn trăm con yêu thú trên mặt hồ trực tiếp nổ tung biến thành sương máu, ba con yêu thú Nguyên Anh Kỳ cũng bị từ phàm làm cho trọng thương. Nếu như không phải có yêu thú cự quy hóa thần kỳ áp chế, có lẽ hiện tại chúng đã sớm tháo chạy không thấy bóng dáng. Không muốn chạy, vậy thì làm phân bón hoa đi. Từ Phàm vẫy ra một đống hạt giống, theo dấu cơn gió trực tiếp dính lên vết thương của ba con yêu thú nguyên anh kỳ. Chỉ trong chốc lát, trên mặt nước có thêm ba đóa hoa yêu diễm tuyệt mỹ, lắc lư hướng về phía Từ Phàm. Bên kia có đầy đủ huyết nhục, các ngươi cứ thỏa thích mà hưởng dụng. Từ Phàm trực tiếp bỏ ba đóa hoa đến nơi yêu thú tập trung đông nhất, cũng như thụ yêu, vô số dây leo ở trên mặt hồ vung vẫy. Chỉ qua chốc lát, trên mặt hồ nở rộ ra một biển hoa. Từ Miệt Tiên nhìn Từ Phàm triển khai toàn bộ hỏa lực, lần nữa đổi mới hiểu biết của nàng về trúc cơ kỳ. Nếu như trước kia hiểu biết của nàng về Từ Phàm là như đang đối mặt với một ngọn núi cao sừng sững, nhưng cho dù cao, nàng cũng có thể nhìn thấy đỉnh núi. Hiện tại Từ Phàm cho nàng cảm giác như một đại dương xanh vô tận, sâu thẳm và âm u, cảm giác như mãi mãi nhìn không thấy bến bờ, đó chính là tâm tình của nàng bây giờ. Mà Từ Cương ở nơi xa trấn thủ, nhìn một biển hoa bảy màu trong hồ kia bất đắc dĩ ngừng chuyển vận của mình lại đồng thời cũng vô cùng ngạc nhiên về sự cường đại của sư phụ mình ông giữa thiên địa vang lên một âm thanh kỳ dị một con cự quy đường kính gần ngàn mét chậm rãi trồi lên trên mặt hồ đầu thùn lùn đuôi rắn tứ chi đủ để chống núi lớn con rùa già đáng tiếc ngươi chưa khai thần trí nếu không chúng ta còn có thể nói chuyện một chút đáng tiếc từ phàm nhìn ánh mắt tàn bạo và dữ cực của con cự quy đầu thùn lùn kia nói. Lúc này, một cơn sóng lớn chọc trời từ dưới hồ lớn dâng lên, hung ác đập về phía từ phàm, trong sóng lớn còn có vô số con vệ hồn ngư nhỏ chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc lớn đầy mỹ vị này. Nguyệt tiên, lên đi, chú ý an toàn. Từ phàm nói xong tức khắc thoát khỏi tỏa định của cự quy, trực tiếp bay lên không trung. Cự quy thấy từ phàm chạy trốn, tự trảo như long trảo hung tận đập lên mặt hồ, trên ấy lập tức dâng lên vô số cột nước chọc trời, đánh về phía từ phàm trên không trung. có chút thú vị, còn muốn chặn chuyển động của ta. từ phàm cười nói, ở trên không tùy ý lắc người mấy cái đã tránh được công kích từ cột nước. lúc này ở đuôi đuôi rồng có một bóng dáng xuất hiện, từ nguyệt tiên dơ cao phá không kiếm trực tiếp dùng toàn lực đâm về phía cái đuôi của cự quy. kết quả là bị bắn ra không ngoài dự kiến. Từ Phàm đang ở trên không né tránh sự săn đuổi của cự quy thì thấy cảnh này, bất đắc dĩ nói: "Ngươi có thể cho con cự quy hóa thần kỳ này chút tôn trọng hay không?" Dù sao cũng là hóa thần kỳ, ngươi cứ dùng toàn lực trực tiếp đâm vào như vậy chắc chắn không được. Từ Phàm còn chưa nói xong, Từ Nguyệt Tiên đã trực tiếp bị cái đuôi của cự quy đánh bay, một đòn này đã làm áo giáp linh lực báo hỏng trong nháy mắt. Từ Nguyệt Tiên ổn định thân hình trên không, lại đổi một bộ áo giáp linh lực khác biến mất giữa không trung chỉ cần một vết thương nhỏ là được bí thuật phá giáp thứ linh ta dạy cho ngươi ngươi đã quên sao từ phàm chất vấn ha ha không có chuyện đó đâu sư phụ vừa rồi ta chỉ kiểm tra một độ cứng của đuôi nó một chút hiện tại trong lòng ta đã có kế hoạch bên tai từ phàm truyền đến giọng của từ nguyệt tiên cái đứa nhỏ thích tìm đường chết này nếu là không có áo giáp linh lực bảo hộ có lẽ bây giờ ngươi ngay cả một mẫu thịt vụn cũng đều không còn thừa. Trong khoảnh khắc vừa rồi từ Nguyệt Tiên bị đánh bay đó, cơ chế phòng ngự và bảo vệ sau cùng của áo giáp linh lực khởi động, thì đã biến đổi thành một thứ như túi khí của ô tô. Rào. Một tiếng trống to, khiến cho linh hồn từ phàm có chút gợn sóng, lúc này lại có một đòn thủy pháo bắn tới. Chết tiệt, ngươi còn có thể liên tục ra chiêu à. Lúc này, từ phàm sau lưng xuất hiện 10 quả linh thiết cầu đặc trục lớn cỡ quả bóng rổ, phía trên hiện đầy lôi quang. ầm ừ, từ phàm không do dự, trực tiếp ném về phía cự quy, bây giờ chẳng hiểu tại sao hắn đang có cảm giác như một người độc đấu bót. Bên người cự quy xuất hiện hơn 10 tầng thủy độn, chặn lại tất cả đạn pháo mà từ phàm đã bắn ra. Đúng lúc này, trong tay từ phàm xuất hiện vô số hạt giống nhỏ hơn hạt gạo 10 lần. Tay từ phàm kết pháp ấn, trong nháy mắt trải đầy đầy hạt giống bé nhỏ không nhìn thấy trên không. Từ nguyệt tiên, chính là lúc này. Một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại cự quy cái đuôi cái chỗ, trực tiếp dùng trong tay cực hạn chấn động phá không kiếm hung hăng đâm xuống, trên mũi kiếm còn có một tia không gian ba động. Phá giáp thứ linh. Lần này phá không kiếm thuận lợi đâm vào. Chỉ là đối với cự quy lớn ngàn mét, linh kiếm dài một mét này còn chưa đâm vào đến huyết nhục. Nổ từ nguyệt tiên trực tiếp rút lui đột ngột cự kiếm cắm tại góc đuôi cự quy lập tức nổ tung nổ rớt một chút huyết nhục ở phần đuôi cự quy trong nháy mắt những hạt giống không nhìn thấy trong không khí kia dường như nhận được triệu hoáng hội tụ thẳng về phía vết thương ở góc đuôi của cự quy miếng huyết nhục bị nổ rớt kia không ảnh hưởng chút nào đến cự quy chỉ cần qua một ít thời gian vết thương kia cũng đã khôi phục như ban đầu nguyệt tiên lui ra đi nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành từ phàm vừa tránh né các đòn đánh của cự quy, vừa truyền âm cho từ Nguyệt Tiên. Sư phụ, vậy là được rồi sao? Hình như cũng không có hiệu quả gì. Từ Nguyệt Tiên nghi ngờ nói. Để đạn bay một lát. Từ phàm lại đánh một đòn hạch bạo thuật về phía cự quy, mặc dù không có ít mẹ gì, nhưng hiệu quả thị giác lại đặc biệt tốt. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt cự quy vốn dĩ mang theo dẻo cợt và tàn bạo chậm rãi trở nên nghiêm túc bởi vì nó cảm thấy nguy hiểm. Một vòi rồng nước đường kính ngàn mét xuất hiện, nối liền thiên địa, bay về phía linh đảo. Hiển nhiên, cự quy không đùa giỡn, muốn mang con trai về nhà. Thời gian đã đến. Từ phàm mỉm cười nói. Gào. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa vang lên, cự quy quằn quại trong hồ. Ba, hai, một. Từ phàm búng tay một cái, một đóa hoa hồng nhỏ xuất hiện, cự quy vốn dĩ bị đau nhức kịch liệt, quằn quại trong hồ, lúc này cũng yên tĩnh lại. Chẳng cần nói, con rùa xấu này phối hợp đóa hoa hồng nhỏ trên đầu này, thật đúng là có chút xấu lại dễ thương. Từ phàm sờ cầm, miễn cười nói. Bóng dáng từ Nguyệt Tiên xuất hiện bên cạnh từ phàm. Sư phụ, đây là thần thông gì vậy? Từ Nguyệt Tiên khiếp sợ nhìn hoa hồng nhỏ trên đầu cự quy hỏi, nàng không khó mà đoán ra, bây giờ cự quy đã bị từ phàm khống chế thần thông thuộc tính một, tặng ngươi một đóa hoa hồng nhỏ. Cự quy có một đóa hoa trên đầu bắt đầu ngửa mặt lên trời rống dài, âm thanh bao trùm toàn bộ ẩn linh đảo. Ngay lập tức, Tất cả yêu thú đang tấn công cũng lao nhau rút lui như thủy triều. Tốt rồi, thế này chẳng phải xong việc rồi sao? Từ phàm phủi tay nói. Thu hồi hai bộ áo giáp trên người, từ phàm đáp xuống trên mặt cự hồ. Để ta xem sào huyệt của ngươi ở đâu, cự hồ mười vạn dặm không phải là không có yêu thú nguyên anh kỳ sao hoặc là nói ngươi lẻn từ lạc thiên hà nằm ngoài hơn trăm vạn dặm tới đây từ phàm ngồi xếp bằng trên cự hồ nhắm mắt lại tinh thần lực đã xuyên thấu vào ý thức của cự quy quả nhiên có một con sông ngầm năm mươi năm trước ngươi đã sinh một tổ trứng tại ẩn linh đảo hôm nay tới đón bọn nó về nhà vừa vặn một nhà các ngươi cũng đừng đi ở chỗ này định cư đi từ phàm cười nói, học trò của mình nhanh như vậy đã có được linh thú hộ giáo rồi. Nhưng vào lúc này, từ phàm nhận được báo cáo từ bồ đào, nói là phát hiện một tổ 12 con rùa nhỏ. Chỉ trong chốc lát, một con rối phi hành nắm lấy 12 con rùa đến bên cạnh từ phàm. Sau này ngươi hãy cùng các con ngươi ở lại đây cho tốt. Từ phàm nói. tự quy gật đầu thật nhẹ, nó biết tính mạng của mình và các con đang nằm trên đầu mình và được nắm giữ trong tay nam nhân này từ phàm trở lại ẩn linh đảo, bên bờ đảo có lượng lớn con rối công cụ đang thu dọn chiến trường, thu những thứ có giá trị, những thứ không có giá trị trực tiếp đóng gói ném vào trong mặt hồ ở phía xa, đến lúc đó sẽ tự có yêu thú xuất hiện giải quyết. Mấy đồ đệ tụ tập bên người từ phàm, bắt đầu nói tình hình ở nơi của mình. Sư phụ, thần thông biến yêu thú thành hoa kia của ngươi, ta có thể học hay không, từ cương và từ nguyệt tiên nhìn từ phàm với hai mắt trong mong, Loại thần thông này không chỉ đẹp mắt, uy lực còn lớn, ai mà không thích. Ngươi biết làm sao có thể trồng ra một đóa hoa có cánh hoa bảy màu à?" Từ Phàm hỏi. "Không biết." Hai người lắc đầu. "Vậy thì chứng minh là các ngươi cùng thuộc này vô duyên, cũng không thích hợp." Từ Phàm lắc đầu nói. Mỗi một thuộc tính của Từ Phàm đều có bí thuật thần thông do chính mình sáng tạo. Thần thông hệ một kích sát bầy yêu vừa rồi tên là Vạn Hoa Hải chế phục cự quy cũng là thuật này, về phần một đóa hoa hồng nhỏ, đó chỉ là cái tên hắn thuận miệng nói ra. Ồ, đám người có chút thất vọng. Sư phụ, trong lúc chiến đấu vừa nãy ta đã ngộ ra rồi. Chờ sau khi ta khiêu chiến xong con rối là có thể tấn cấp kim đan kỳ. Vương hướng trì nói. Sư phụ, ta cũng ngộ ra rồi. Lý Tinh Từ cũng nói. Từ phàm liếc nhìn Lý Tinh từ một cái đầy thâm ý, tên tiểu tử này cứ luôn giấu dốt, rõ ràng sớm đã có thể tấn cấp kim đan kỳ, nhưng vì suy nghĩ cho vương hướng trì nên hắn vẫn cứ đợi thêm. Tốt, đến lúc đó ẩn linh môn chúng ta liền có bốn cường giả kim đan kỳ, đây là một bước tiến dài về thực lực của ẩn linh môn chúng ta. Từ phàm nói, quyết định trở về sẽ lập tức bắt đầu trạng thái nửa bế quan, mục tiêu là kim đan kỳ. Lời sư phụ nói thật giả dối. Tứ đại đệ tử của Từ Phàm đồng thời toát ra ý nghĩ này. Ba tháng sau, gần như cùng một thời điểm, lão đại, lão tam, lão tứ bắt đầu bế quan. Từ Phàm và Từ Nguyệt Tiên đang ở Thượng Linh Phong tại tông môn, đây là một phong chuyên môn vì đột phá tu vi mà thiết lập. Nồng độ linh khí bên trong gần như gấp trăm lần so với những những nơi khác tại ẩn linh môn. Đại ca và các sư đệ ngươi đều đột phá rồi, ngươi không lo lắng sao?" Từ Phàm hỏi. Có cái gì mà lo, sợ bọn hắn đoạt vị trí trưởng môn của ta sao?" Từ Nguyệt Tiên nói đùa. "Thôi vậy, ta cũng không ép buộc ngươi. Sau khi đại ca và hai vị sư đệ của ngươi đột phá, nếu ngươi muốn ra ngoài tầm bảo lịch luyện thì cứ đi đi." "Khoảng thời gian có phải làm ngươi nhịn quá mức rồi không?" Từ Phàm cười nói. Từ sau khi phúc lợi rời khỏi, hắn cũng thông suốt. Muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài, thật sự lưu lại trong tông môn cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi ngươi đi, tam sư đệ, tứ sư đệ của ngươi có lẽ cũng muốn đi. Đồ Nhi tự có phúc của Đồ Nhi. Nói không chừng sau khi các ngươi rời khỏi đây liền có kỳ ngộ, không mất quá nhiều thời gian đã biến thành tôn giả trở về. Từ phàm nói đùa. Sư phụ, ngươi yên tâm. Ta chỉ du lịch tầm bảo tại Đại Lục trung tâm, muốn trở về bất cứ lúc nào thì sẽ về, sẽ không đi đến nơi quá xa. Từ Nguyệt Tiên nói đột nhiên có chút ấy nấy, mình và các sư đệ đều đi hết, bên người sư phụ cũng chỉ còn có đại ca ở gần. Đại lục trung tâm là được rồi, ngươi còn muốn đi đâu, từ phàm trừng mắt liếc nhìn từ Nguyệt Tiên nói. Lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, một bóng dáng cự nhân thân cao chính trượng xuất hiện trên không, chính là dáng vẻ của từ cương. Theo cự nhân chậm rãi thu nhỏ, trên bầu trời phản phất có tiếng tiên nhạc vang lên, như đang chào mừng Nguyên Anh ra đời từ cương đã hóa thành người nhỏ cỡ ba tất trực tiếp quay về trong cơ thể đến đây tu sĩ nguyên anh đầu tiên của ẩn linh môn đã được ra đời tiên nhạc cùng chút cũng coi như là ghê gớm rồi từ phàm gật đầu nói lúc này từ cương từ phòng tu luyện đi ra hành lễ với từ phàm nói sư phụ đồ nhi đã tấn cấp nguyên anh kỳ được đã biết nhanh trở về củng cố tu vi sau khi ổn định đừng quá nôn nóng tu luyện ở bên tiểu tịch nhiều hơn từ phàm nói không uổng công chính mình còn đặc biệt cho bọn họ công pháp hiệu quả không tệ hai tháng trước tiểu tịch đã mang thai so với tấn cấp nguyên anh kỳ động tĩnh tấn cấp kim đan kỳ lại nhỏ hơn rất nhiều sư phụ đồ nhi tấn cấp kim đan kỳ thành công vương hướng trì và lý tinh từ nói tốt từ phàm nhìn bốn đệ tử bên cạnh ôi thôi tu vi của chính mình lại là thấp nhất rồi Tên đồ đệ mới thu kia không tính. Nếu các ngươi muốn ra ngoài lịch luyện thì cứ đi đi, nhưng chỉ giới hạn tại Đại Lục Trung Tâm. Nếu thật sự muốn ra khỏi Đại Lục Trung Tâm, vậy ít nhất cũng phải học xong một phép thần thông cuối cùng rồi hãy đi. Từ phàm cho Vương Hướng Trì và Lý Tinh từ mỗi người một cái ngọc giảng. Bên trong là bí thần thông pháp các ngươi phải học sau kim đan kỳ. Nếu đều học xong, không nói tới vô địch cùng cấp, có trình độ đứng đầu có lẽ cũng trốn không thoát. Ba ngày sau, trưởng môn mang theo hai phong chủ rời đi trước vẻ mặt mẹ quá con côi của người già từ phàm. Ê gia, bây giờ trong tông môn, người trưởng thành đủ 18 tuổi cũng chỉ có ba người chúng ta. Từ phàm thở dài nói. Sư phụ, qua 10 năm nữa, chờ bọn nhỏ đều trưởng thành, tông môn chúng ta liền náo nhiệt rồi. Tiểu tịch nói, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn đều đang chăm sóc đám hài tử này, hiện tại nàng đã thành đại tỷ tỷ của các đệ tử. Ừ, cũng phải. Qua 10 năm nữa, những đứa hùng hài tử này cũng đã trưởng thành rồi. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt đã qua 10 năm. Trên mặt cự hồ 10 vạn dặm, từ phàm ngồi xếp bằng trên lưng một con cự quy có đường kính vỏ gần 10 mét câu cá, bên cạnh còn có hai thanh niên đứng sau lưng từ phàm. Từ trưởng lão, dây chuyền sản xuất linh đan mà ngươi bảo linh đan bộ nghiên cứu đã thành công, hiện tại đang cùng ba vị sư huynh luyện khí nghiên cứu cách thành lập dây chuyền sản xuất. Hôm qua, linh đạo được trồng dựa theo phương pháp của từ trưởng lão đã thu hoạch, sản lượng tăng thêm 3 phần so với năm trước. Vừa nhận được tin tức, phong chủ huyễn Hồn Phong đã xuất hiện tại Lâm Sâm Tiên Thành, còn mang theo hai đứa nhỏ khoảng 10 tuổi, phỏng chừng một lát nữa sẽ đến Tông Môn. Được, ta đã biết, có việc thì ngươi đi mau đi. Từ phàm nói, nhìn thiếu niên không rõ chi tiết trước mắt, trong mắt Từ Phàm lộ ra vẻ khen ngợi. Thiếu niên này tên là Khâu Tự Viễn, là thiên tài quản lý mà Từ Phàm đã khai quật ra được. Từ sau khi giao công việc trong tông môn cho Khâu Tự Viễn vào 5 năm, năm trước, Từ Phàm cuối cùng muốn nhọc lòng một chút cũng không có chỗ nào dùng. Sau khi Khâu Tự Viễn rời đi, Chu Khai Linh mở miệng nói, "Sư phụ, lúc đầu ngài thấy Khâu sư huynh như thế nào?" Mỗi người đều có những tài năng khác nhau, điều này rất dễ thấy giống như tiểu thủy vũ thuật của ngươi khi đó. Từ phàm cười nói. Mười năm này, Chu Khai Linh vẫn luôn học tập bên cạnh từ phàm, tuy nói không bằng so với từ phàm lúc đầu, nhưng so với những sang linh sư khác vẫn là thiên phú dị bẩm. Từ phàm xem qua tài liệu liên quan đến các sang linh sư, thứ này giống như bác sĩ, ngày càng thơm, để tự nghĩ ra thuật phép hoặc công pháp thường thì phải mất mấy năm. Để có một bộ công pháp nghiêm cẩn, khả thi, sang linh sư có thể dùng cả đời để nghiên cứu. Sư phụ, ngươi lại chế giễu ta. Chu Khai Linh buồn rầu nói, nhưng trong lòng đang đắc ý, tiểu thủy vũ thuật lúc đầu giờ đã tiến hóa thành thủy long quyển rồi. Sư phụ, gần đây ta đã tự mình tạo ra một thuật pháp, mời ngài giám thưởng. Chu Khai Linh nói rồi duỗi ngón tay ra chỉ về phía mặt hồ. Thuộc tính kim và thuộc tính hỏa dung hòa, ngưng tụ thành một viên đạn trong tầm tay hắn. Bang! viên đạn hóa thành một vệt sáng bay về phía xa. Ý tưởng cũng được, tiêu hao linh lực ít, lực công kích tạm được, về sau có thể phát huy cao độ. Gió là một thuật phép tốt. Lời từ phàm nói, khiến khóe miệng Chu Khai Linh hơi nhếch lên, mấy năm qua hắn ít khi được sư phụ khích lệ. Nhưng, ngươi vừa khai phá ra đã để ta dám thưởng, muốn bị mắng sao? Từ phàm nói với một giọng điệu thay đổi. Thứ như súng, ngươi cũng không phải là chưa từng thấy, phục hát vừa nãy của ngươi trực tiếp dựa vào sức mạnh của vụ nổ để đẩy nó vào. Độ chính xác, cự ly bắn ngắn, không phát huy hết điểm mạnh của nó một cách hoàn hảo. Từ phàm lấy ra một viên đạn cấp bậc pháp khí từ trong những không gian rồi ném cho đồ đệ. Đạn phía sau ngưng tụ thành thế này, uy lực ít nhất có thể tăng lên gấp bội. Từ phàm nói rồi duỗi tay ra đưa lên trời, một viên đạn bắn tỉa dài xuất hiện, bao quanh nòng súng do thuộc tính phong ngưng tụ. Một con chim lớn màu trắng đang bay lượn giữa bầu trời bắt đầu làm vật rơi tự do. Chu Khai Linh nuốt một ngụm nước bọt nhìn con chim lớn từ trên cao ngàn mét rơi xuống, đó là độ cao ngàn mét, hơn nữa còn sử dụng linh lực giống hắn. Đây là phép thuật sư phụ nghĩ ra khi luyện khí tầng 5, chỉ là sức mạnh nhỏ bé, chưa dùng tí nào. Từ Phàm nói. Năm nay ngươi 20 tuổi, từ khi vào tông môn cho tới bây giờ, chưa từng rời khỏi tông môn. Lần này khi bàn các chủ trở lại và chuẩn bị rời đi, ngươi cùng hắn ra ngoài, đi dạo phố trong các tiên thành lớn ở Đại Lục Trung Tâm, ta cho ngươi nghỉ một năm." Từ Phàm nói. Một đám con trai 20 tuổi cứ ở mãi tông môn sao mà được, vì thế Từ Phàm thường sắp xếp một số nhiệm vụ và đi ra ngoài chạy việc vặt, thu xếp cho đệ tử trong tông môn được ra ngoài mở mang tri thức. "Sư phụ, ta không muốn đi." Chu Khai Linh nói, hắn thấy mình vẫn chưa học đủ không muốn rời khỏi từ phàm. Biết lưu ảnh thuật không, sau một năm, ta muốn thấy lưu ảnh thuật ở trên đường phố sầm uất của 24 tòa tiên thành, tiện thể thì nói cho ta nghe một chút những chuyện xảy ra ở tiên thành. Từ phàm phớt lờ Chu Khai Linh đang nói, trong công môn có một trạch nam là đủ rồi. Tuân mệnh. Chu Khai Linh chỉ có thể bất lực nói. Đúng rồi, ta nhớ lúc ngươi đến, còn nói là sau khi ngươi tu tiên xong sẽ quay về thôn, lấy cô nương tên là tiểu thúy về làm vợ vừa hay lúc ngươi đi để bàn các chủ đi một cái tác thành cho tâm nguyện hồi nhỏ của ngươi từ phàm cười nói sư phụ lần trước sư đệ làm nhiệm vụ ở bên ngoài có nói cho ta một tin tức vào ba năm trước tiểu thúy tỷ tỷ đã lấy chồng rồi đời này của ta đã định trước là có duyên nhưng không có phận với cô nương tiểu thúy chu khai linh đau lòng nói hồi đó thôn của họ lấy được tiểu thúy cô nương về làm vợ là ước mơ của mỗi đứa trẻ trong thôn được rồi đúng là tạo hóa trêu ngươi mà từ phàm chỉ có thể bày tỏ lòng thương xót đây là từ phàm đột nhiên thu cần một con thiên hồ ngư dài một thước mắc câu từ hôm nay có canh cá rồi đây là một chiếc máy bay không người lái bay từ xa tới từ phàm thả con chim lớn vào trong chuẩn bị thêm món ăn cho tối nay từ phàm đã trải qua những ngày nhàn nhã như vậy trong gần 5 năm, tu tâm dưỡng tính, bồi dưỡng tình cảm, cảm thấy như vậy còn tốt hơn cả ngày đánh nhau chém giết. Đi thôi, tứ sư huynh của ngươi lát nữa là về rồi, hai người nên liên lạc với nhau nhiều hơn. Dưới chân từ phàm sinh tường vân, mang theo chu khai linh chậm rãi bay về ẩn linh đảo. Mà cự quy bọn họ cưỡi thì chậm rãi lặn xuống đáy hồ, đây là một trong 12 con rùa nhỏ lúc đầu được nuôi bằng tự linh đan của từ phàm, đã thăng lên cấp trúc cơ kỳ, đồng thời đã mở ra linh trí. Trong một tiên thành nào đó trong đại lục trung tâm, một cô gái đang cưỡi trên vân hoa lộc. Tiểu hoa, đại lục trung tâm lớn như này, chúng ta tìm kiểu gì được? Cô gái hỏi. Triếu triết Người nói ta may mắn, tìm bừa một cái là được sao, cô gái có chút ngờ vực nói. Vân hoa lộc gật đầu. Được, vậy thì ta vừa đi dạo vừa đi tìm, cũng không biết bây giờ phu quân thế nào. Khi nàng biết tượng châu bị yêu tộc xâm chiếm, đi xin sư phụ cứu phu quân của mình, nhưng sư phụ đã đuổi nàng đi chỉ bằng một câu nói. Phu quân nhỏ của ngươi đã đi châu khác tu luyện từ lâu rồi, nhưng lúc đó ngươi tự đi tìm đi. Kiếm vương tông, lúc này Diệp tiêu giao đã thay hình đổi dạng đang nhìn chầm chầm vào vị luyện khí sư trúc cơ kỳ đang luyện một thanh phi kiếm bảo khí ngũ dai. Một lát sau, Luyện khí sư trúc cơ kỳ đã khắc họa xong phù văn cuối cùng, và hào quang bắt đầu chảy trên phi kiếm. Dịp đại ca, thanh thủy vân kiếm cuối cùng đã xong rồi. Luyện khí sư đưa thu thủy kiếm đã luyện được cho dịp tiêu giao, không, bây giờ phải gọi là dịp thần. Ngô huynh, vất vả rồi. Dịp tiêu giao cảm kích nói. Đừng nói thế, dịp đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, hơn nữa, không có những gì bảo ẩn chứa phù văn dịp đại ca đưa cho ta thì ta đã không luyện được ra bảo khí ngũ giai. Luyện ký sư trẻ tuổi gãi đầu nói. Tiếc là, huynh đệ tốt của ngươi không ở đây, nếu không thì thanh thu thủy kiếm này sẽ tăng thêm một bậc. Lão kiếm trong lòng dịp tiêu giao nói. Hai, tiểu phàm ấy, cũng không biết bây giờ hắn ở đâu. Những vị bảo ẩn chứa phù văn vốn dĩ chuẩn bị cho từ phàm, nhưng do tượng châu thất thủ, chắc chắn không thể tìm thấy từ phàm trong thời gian ngắn. Sau này đi tìm lại huynh đệ tốt của ngươi, trước mắt thì tìm cách bồi dưỡng tên nhóc trước mắt thành luyện khí tông sư, tâm tính và nhân phẩm của hắn đều là thượng thừa, đào tạo tốt chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. Ngươi còn thiếu 12 thanh phi kiếm cấp bậc đạo khí, là thành được kiếm trận thiên kiếm tấm không." Lão kiếm nói. "Không sợ thời gian dài, có ta ở đây, thứ giàu có nhất là thời gian." "Được." Lúc này, Diệp tiêu giao nhìn thiên tài luyện khí sư ở trước mặt nói, đó chẳng qua chỉ là một cái nhất tay, còn về dị bảo phù văn, ta giữ lại cũng chẳng để làm gì, cho ngươi còn hơn. Cảm ơn Diệp đại ca, sau này những phi kiếm của ngươi, ta bao tất. Luyện khí sư nói với vẻ mặt cảm động, cảm thấy mình gặp được một đại ca tốt nhất trên đời, nhân sinh tri kỷ. Tường Vân mang theo hai người chậm rì rì bay về phía một hải vực, bây giờ toàn bộ ẩn linh đảo đã bị che giấu hoàn toàn, cho dù là tu sĩ luyện hư đi ngang qua trên không của ẩn linh đảo cũng sẽ không phát hiện ra giữa không trung xuất hiện một cánh cửa lớn tường vân chậm rãi mang theo hai người đi vào trong nháy mắt giống như bước vào môi trường trong lành một bộ hình ảnh như tiên cảnh hiện lên ở trước mặt hai người cả ẩn linh đảo và khu vực phía trước của chủ phong đều bị từ phàm biến thành hoa viên tiên cung phía sau chủ phong thì được từ phàm cải tạo thành dược điền cao cấp nhất không giống với các dược điền khác Bên trong dược điền này còn có các pháp trận và phù văn khác nhau dùng để bắt chước hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất của linh dược. Trên bầu trời thỉnh thoảng có các loại thần thú được tạo thành từ linh lực bay qua, đôi khi còn bắt chước thanh của thần thú gào lên một tiếng khiến cho ẩn linh đảo càng lộ rõ phong thái tiên tông. Phía trước chủ phong là một hồ linh dịch lớn, linh dịch bắt nguồn từ đỉnh đại trận hộ môn của ẩn linh đảo, được tạo thành từ 360 viên tụ linh cự châu ngưng tụ thành đại trận chu thiên tụ linh. Đại trận tụ linh này có thể hấp thụ linh lực cao mấy vạn mét trên bầu trời, cuối cùng hóa thành linh dịch bị đại trận hấp thu. Bên trong ẩn linh đảo, linh dịch giống như một giải ngân hà trút xuống hồ linh dịch lớn phía trước chủ phong, đến khi linh dịch trong hồ lớn đạt đến cực hạn, từ phàm sử dụng một ít thuật thần thông để sáng tạo ra mấy con thần thú bằng linh dịch, nó không có tác dụng gì cả, chẳng qua là đẹp mắt và có vẻ làm cho phẩm chất cao lên một chút mà thôi từ phàm mới vừa trở lại chỗ ở của mình không được bao lâu thì nhận được tin tức lý tinh từ quay trở lại tông môn một chiếc thuyền lá liễu chậm rãi đáp xuống phía trước sân của từ phàm lý tinh từ mang theo hai đứa trẻ một nam một nữ hơn bảy tuổi trở về trong tông môn đây là đồ tôn của ta à từ phàm trêu đồ nói mà chưa kể nhìn đôi kim đồng ngọc nữ này thật đúng là có chút giống dáng vẻ của lý tinh từ đôi huynh muội này được ta cứu trong lúc đi du lịch Vốn định đưa đến viện cứu tế ở Trần Tục, nhưng phát hiện hai đứa trẻ này đều có thiên phú tu tiên đến làm người kinh ngạc. Đồng thời cũng thông qua được khảo nghiệm nhập môn, cho nên ta mang về để sư phụ quyết định. Lý Tinh Từ nói, lúc hắn ra ngoài du lịch thì theo thói quen nhìn thấy đứa trẻ vừa độ tuổi sẽ sẽ kiểm tra đo lường một chút. Du lịch 10 năm, trở về 8 lần, nhiều nhất một lần mang về hơn 60 đệ tử, tính tới giờ đã mang về hơn trăm tên đệ tử thiên phú tu tiên làm người kinh ngạc, từ phàm hỏi. Hai huynh muội ca ca có song linh căng là lôi và hỏa, là luyện khí sư trời sinh. muội muội là song linh căng lôi và một, cơ thể có mùi đan hương, nghi ngờ có thể là thể chất thượng cổ. Lý Tinh Từ giới thiệu nói. Hai huynh muội đứng bên cạnh Lý Tinh Từ, dùng ánh mắt vang xin nhìn từ phàm, hy vọng từ phàm có thể thu lưu bọn hắn. Kẻ thù của bọn họ là, từ phàm hỏi, trước khi thu nhận cái gì phải xem chính mình có năng lực này hay không may lỡ kẻ thù của bọn họ là vị ma tôn nào đó chẳng phải xong đời à cùng với như vậy còn không bằng đưa tới cửa của tông mạnh nhất còn đáng tin cậy hơn kẻ thù của cha mẹ bọn họ là một đám sơn tặc mọi người trong toàn bộ thôn của bọn họ đều bị giết chết thù ta đã giúp bọn hắn báo lý tinh trì nói hắn biết sư phụ mình đang suy nghĩ cái gì lúc này đứa bé trai mang theo bé gái quỳ xuống với từ phàm cầu tiên nhân nhận lấy ta và muội muội đứa bé trai nói hắn biết số phận của mình và muội muội nắm giữ ở trong tay tiên nhân trước mắt này đứng lên đi về sau các ngươi liền đi theo bên cạnh ta từ phàm nói nhìn hai huynh muội này quỳ trên mặt đất hắn đột nhiên nhớ tới từ cương và từ nguyệt tiên khi còn nhỏ lúc thu bọn họ làm đồ đệ cũng là lớn như thế này chỉ chớp mắt Hai huynh muội họ đều hơn 100 tuổi, thời gian trôi qua có chút chậm, hiện tại ta chỉ mới có chút cơ kỳ. Các ngươi tên là gì? Từ Phàm hỏi. Ta tên Lôi Nhận. Ta tên Lôi Văn Khê. Từ đó về sau bên người Từ Phàm có thêm hai người hầu nhỏ. Buổi tối, bầu trời đầy sao, thầy trò hai người Từ Phàm và Lý Tinh từ uống trà ở dưới sao trời tại đạo trường. Mấy năm này có thu hoạch gì? Từ Phàm hỏi. Rất lâu chưa cùng đồ đệ nói chuyện tâm sự. Trèo qua ngàn núi, bơi qua vạn sông, nhìn qua ngàn vạn người, ta phát hiện thế gian này ta càng ngày càng nhìn không rõ. Ở tu tiên giới, ta từng làm ma tu, Phật tu và đạo tu, từng làm người tốt, cũng từng làm người xấu. Hiện tại ta cảm giác chính mình chỉ là một viên quân cờ trong trời đất, ở nơi sâu xa tối tăm bị thao túng. Ánh mắt Lý Tinh từ càng mê mang, có chút hối hận khi để ngươi đi lên con đường này. Từ phàm thở dài nói. Ngươi bây giờ tiến vào một loại bình chướng khác, nếu như nhìn không rõ, đó chính là cả một đời. Sư phụ vẫn là câu nói đó, vạn sự vạn vật, chỉ theo đạo trong lòng của ta. Đây là đạo của vi sư, cũng là đạo của mỗi người các ngươi. Từ phàm nói, hắn biết rõ lúc này ai cũng không giúp được lý tinh từ, chỉ có chính bản thân mình mới có thể đi ra bình chướng ấy cảm ơn chỉ điểm của sư phụ. Lý Tinh từ trong lòng ấm áp nói. Ha ha, chẳng dùng được gì, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình. Từ phàm không chút kiên dè nói. Đúng rồi, gần đây tam sư huynh của ngươi ở nơi nào? Từ phàm hỏi, lão nhị và lão tứ còn biết trở về, chỉ riêng một mình lão tam này, mười năm này chỉ trở về hơn hai lần. Lần cuối cùng ta gặp tam sư huynh là một năm trước, Hắn nói hắn đã lĩnh hội môn thần thông cuối cùng mà sư phụ đã truyền thụ, hắn muốn đi thịnh linh châu trảm yêu trừ ma. Lý Tinh Từ nói, cái tên tiểu tử thúi này, chỉ nghĩ đánh nhau. Từ phàm cười mắng. Sư phụ. Từng. Vương Vũ Luân Sư Thúc có phải hay không? Vậy ngươi nói với ta trước, nguyện vọng lúc nhỏ của ngươi còn giữ lại không? Từ phàm sững sờ, rốt cục phát hiện cái gì? Đó chỉ là nguyện vọng lúc nhỏ." Lý Tinh từ dừng một chút lại tiếp tục nói, "Ta phải hoàn thành nguyện vọng của mẹ ta, đây cũng là một tâm ma của ta." "Nguyện vọng gì?" Từ Phàm có chút nghiêm túc hỏi, "Không phải là làm cho cha hắn xuống dưới làm bạn với mẹ của hắn chứ?" "Không thể cùng cha sống hết một đời hoàn chỉnh." "Nếu như Vương sư thúc thật sự là cha ta, bí thuật Bách Thế Luân Hồi sư phụ dạy ta đã có mục tiêu đầu tiên." Lý Tinh từ chậm rãi nói, Bách thế có phải là có chút quá mức không? Từ phàm đang cố gắng giảm bớt giúp huynh đệ tốt của mình. Một đời là đủ rồi, khiến hắn ở trong luân hồi cùng với mẹ ta hoàng mỹ sống hết một đời. Lý tinh từ lại lần nữa rót cho từ phàm một chén trà. A, à, vương sư thúc của ngươi có phải hay không, việc này cần ngươi đi nghiệm chứng. Mới một đời thì nhầm nhò gì chứ, nên như vậy. Ta đã biết. Lý tinh từ ở trong tông môn một tháng, lại đi ra ngoài rèn luyện, lần này, mục tiêu của hắn là thịnh Linh Châu. Ngay tại lúc đó, Vương Vũ Luân đang gian khổ chiến đấu ở nơi hoang dã của Lưỡng Châu đột nhiên rùng mình một cái, bị một móng vuốt của một con hùng yêu Nguyên Anh kỳ đánh bay. Sao lại có dự cảm không tốt nhỉ? Vương Vũ Luân vội vàng đứng lên lẩm bẩm nói. Trên chiến trường hơn 10 con tộc lang yêu kim đan kỳ, lợi dụng cơ hội phát động tấn công với Vương Vũ Luân. Con trai cứu mạng. Vương Vũ Luân không để ý mặt mũi hô lớn. Lúc này một tiếng kiếm khí mờ mịt vang lên. Một kiếm từ phía tây tới, một thanh phi kiếm nhanh chóng di chuyển qua lại trên không trung, trực tiếp đâm xuyên qua mấy yêu tộc kim đang bên cạnh Vương Vũ Luân. Bóng dáng của Vương Hướng Trì xuất hiện ở phía trước Vương Vũ Luân. Đến tận đây, âm nhạc vừa vặn kết thúc. Nhìn đứa con ở trước mặt, trong lòng Vương Vũ Luân rất vui mừng, nhìn con trai mình vượt qua mình, đây là niềm tự hào lớn nhất của một người cha già. Một năm trước, khi nhìn thấy đứa con trai này, hắn vô cùng vui vẻ, sau đó hắn phát hiện tu vi ở Kim Đan đỉnh phong của mình có chút không áp chế được con trai. Trong một lần trao đổi về kiếm đạo của hai cha con, đứa con trở thành người có sức chiến đấu cao nhất trong gia đình bọn họ, còn hắn chỉ có thể xếp thứ hai. Lúc này, con hùng yêu nguyên anh kỳ đánh bay Vương Vũ Luân lại đánh úp về phía cha con họ nguyên anh thì đã sao trong mắt vương hướng trì tràn ngập ý chí chiến đấu lúc này một bài bgm chiến đấu có tình cảm dân trào mãnh liệt vang lên trong mắt vương hướng trì bùng cháy lên ngọn lửa chiến đấu ngay lập tức cầm trong tay thanh lôi kiếm và phong kiếm di chuyển một cách linh hoạt nhanh chóng bên cạnh ở trong nhạc nền của ta không ai có thể đánh bại ta vương hướng trì biến thành một cái bóng xông thẳng về phía hùng yêu nguyên anh kỳ kiếm quan lập lòe phong lôi nổi sau một hồi đại chiến, hai cha con quay trở lại trong đình viện của riêng của bọn họ. Mộ dung thiến nhi đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn cho hai cha con, sau đại chiến uống một chút là thói quen bọn họ dưỡng thành trong vòng một năm này của họ. Thứ nhờ hội trưởng lão chuyển giao cho sư phụ ngươi một năm trước, chắc hẳn là sắp nhận được rồi. Vương Vũ Luân nâng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ nói. Vương Hướng Trì không nói lời nào, chỉ yên lặng uống rượu, trong lòng nghĩ sau khi trở về, phải làm như nào để giải thích việc tại sao thời gian lâu như vậy không trở về vương vũ luân liếc đứa con trai của mình một cái không để ý tới cha vương hướng trì kêu ừ làm sao vậy con trai vương vũ luân trả lời ngươi ở chỗ này đã có một đoạn thời gian rồi vẫn là đi theo ta quay trở về ẩn linh môn tăng thêm tu vi đi thực lực của ngươi quá yếu thần thông bí pháp sư phụ đưa cho ngươi năm đó ngươi chỉ học được có một chút Chiến lược kim đan kỳ tiêu chuẩn, ở trên chiến trường này chỉ là vật hy sinh mà thôi. Ta không muốn mất đi ngươi. Hiếm khi thấy vương hướng trì nói nhiều như vậy. Bây giờ ngươi còn ghét bỏ ta thực lực kém, vương vũ luân kéo dài một lúc lâu mới hiểu được ý của con trai mình. Cha, ngươi tu hành ở ẩn linh tông, sau khi đạt đến hóa thần kỳ lại đi ra, bây giờ chiến lực của ngươi còn không bằng ta lúc ở trúc cơ kỳ. Vương hướng trì gấp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Được, vậy ở nơi này chờ thêm một khoảng thời gian, chờ đến khi ta thăng cấp lên nguyên anh kỳ lại trở về, thuận tiện để cho mẹ ngươi tu hành. Vương Vũ Luân suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra, bị con trai của mình ghét bỏ thực lực yếu, chính hắn cũng có chút không tiếp thu được. Đúng rồi, vừa lúc ở chỗ ta còn có một đống đồ vật hiếm lạ cổ quái, sư phụ ngươi hẳn sẽ thích. Lúc này từ phàm hay làm cá mặn và câu cá thường ngày đang mang theo hai người hầu nhỏ nhìn chiếc bảo thuyền cách đó không xa, ngây ngẩn cả người. Thật sự không phải bởi vì thuyền lợi hại, mặc dù nó là đạo khí, mà là bởi vì một người một nai ở trên thuyền. Người đó chính là vợ của mình, hiện tại là đại tu nguyên anh, con nai kia là vân hoa lộc được mang ra từ bí cảnh của. Hai người bọn họ không nên ở cùng một chỗ chứ? từ phàm tưởng con nai kia hẳn đã sớm vào trong bụng yêu tộc từ lâu rồi phu quân cô gái trực tiếp từ trên thuyền bay vọt ra thuần thục bao vào trong lồng ngực của từ phàm phía sau còn có vân hoa lộc dẫm lên tường vân đi theo nhìn từ phàm với vẻ mặt kiêu ngạo ngươi xem ta mang vợ ngươi tới đây này bao nhiêu năm nay ta vẫn đều nghĩ tới ngươi chính là tu tiên giới lớn như vậy không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình tìm đến đây từ phàm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, sau khi thành lập ẩn linh môn, từ phàm thường thường sẽ nhớ tới người vợ này, thành thật mà nói đã hơn 60 năm không gặp nhau rồi. Nhiều như vậy năm, mới đi ra tìm phu quân, là lỗi của ta. Trương Vi Vân ôm từ phàm nói, mình tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ, thật vất vả mới cầu xin sư phụ tạm tha cho hai tháng để nghỉ ngơi. Không có việc gì, không có việc gì. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi một chút, sao con vân hoa lộc này lại trở lại đây, lúc trước không phải ở ngoại môn thiên khuyết môn à, từ phàm nghi hoặc hỏi. Người nói tiểu hoa à, chính là nó tự chạy đến chỗ ta tu luyện, sau đó bị sư phụ phát hiện, bắt nó tặng cho ta, nói là ta với nó có duyên. Được rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem tông môn của chúng ta. Từ phàm nói xong thả ra linh phong thuyền mang vợ và hai cái người hầu nhỏ cộng thêm một con vân hoa lộc vào hộ môn đại trận. Hoa, thật đẹp. Trương Vi Vân nhìn hoa viên giống như tiên cảnh vui vẻ nói. Lúc này Vân Hoa Lộc nhìn chầm chầm vào thần thú linh dịch bay lơ lửng trên không trung, dáng vẻ cảm thấy rất có hứng thú. Lúc này, tiếng chuông liên hoan của tông môn vang lên, đây là tiếng chuông tuyên bố tin vui của ẩn linh môn. Trong lúc liên hoan, từ phàm nhìn về phía mọi người tuyên bố thân phận của Trương Vi Vân. Chào sư nương đại trưởng lão, bởi vì từ phàm là lão sư của tất cả bọn họ, giọng rất đồng đều, trong nháy mắt làm cho Trương Vi Vân sinh ra cảm giác chính mình thuộc về ẩn linh môn. Hơn nữa nàng không thiếu bảo vật, trực tiếp đưa cho mỗi đệ tử trong tông môn một bảo vật phù hợp với bọn họ, theo ước tính của Từ Phàm thì bảo bối người phụ nữ phá sản này vung ra ngoài có giá trị ít nhất cũng phải 2 triệu linh thạch. Buổi tối sau khi ăn xong, trở lại tiểu viện, Từ Phàm gấp rút hỏi Trương Vi Vân, "Vi Vân, chỗ ngươi sao lại có nhiều dị bảo như vậy?" trên đường đến tìm phu quân có đụng tới một chỗ di tích của tông môn thượng cổ, những đồ vật này đều phát hiện từ bên trong đó. Nếu phu quân muốn, ở chỗ ta còn có rất nhiều. Trương Vi Vân không để bụng nói. Không cần, phu quân của ngươi có bảo bối. Từ phàm lắc đầu nói, cơm mềm là không có khả năng ăn, cả đời này cũng không thể ăn cơm mềm. Không cần sao. Trương Vi Vân có chút thất vọng nói, trong tay nàng còn có hơn 100 cân cát thời không, là nàng tiện thể xin khi cùng sư tôn đi vực cực không lúc trước nghe nói hiện tại tất cả tông môn đều cần thứ đồ này sao ta lấy bảo vật của phu nhân được một tiếng phu nhân làm cho trương vi vân ngượng ngùng cúi đầu sau đó hai vợ chồng ở trong phòng từ phàm tâm sự rất lâu mãi cho tới đêm khuya lúc này từ phàm nuốt một chút nước miếng nói vi vân chúng ta đi ngủ đi chợt trương vi vân đột nhiên nghĩ đến việc sư phụ đã từng nói phu quân sư tôn nói trước khi ta có thể hoàn toàn nắm giữ thiên phúc linh thể trong tay thì không thể đi nhân luân đại đạo như vậy sẽ không thể sinh đứa nhỏ cho phu quân trương vi vân cúi đầu một bộ dạng là lỗi của ta nếu như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ngủ từng tiểu biệt thắng tân hôn thời gian hạnh phúc khi có vợ bên cạnh thực ngắn ngủi một tháng sau ở trong sự từ biệt không muốn rời xa của trương vi vân huyền thanh điểu bay về phía phương xa. Đừng nhìn, không phải ngươi ở ẩn linh đảo rất vui à, về sau ngươi tiếp tục đi theo ta lăn lộn, đến lúc đó lại xảy ra chuyện ta sẽ không bỏ lại ngươi. Từ phàm vỗ vỗ đầu vân hoa lộc nói. E e e e. Ngươi không tin ta. Từ phàm nhíu mày nói. E e e e, e trong mắt vân hoa lộc tràn ngập kinh thường. Vậy thôi quên đi, ngươi đã không tin, thật ra vẫn là một chầu lẩu thịt nai luôn đi nhìn Vân Hoa Lộc, Từ Phàm còn thật sự suy nghĩ muốn xuống tay từ chỗ nào. Triếu Triết, Vân Hoa Lộc ngay lập tức đứng dậy lấy lòng rống lên. Lúc này như vậy mới đúng, sau này không ai làm chỗ dựa cho ngươi, coi ngươi còn hoành hành ngang ngược kiểu gì nữa, Từ Phàm nhìn thấy Vân Hoa Lộc chạy trốn hả dạ nói. Vợ chồng Từ Cương ở bên cạnh Từ Phàm có chút tiếc hận. Sư phụ, xem ra ngươi và sư nương muốn bên nhau đến thiên trường địa cửu còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Từ cương thở dài nói, mình thân là đồ đệ, có đôi khi nhìn đến sư phụ một người lẳng lặng nhìn về phía sau trời cũng rất là đau lòng. Hai, gặp mặt đúng lúc thì như thế nào, chỉ có thể hiểu được tình tương tư mà thôi. Mẹ nó, muốn hoàn toàn nắm giữ một loại linh thể trong tay còn phải đạt tới hợp thể kỳ. Nếu không sư phụ ngươi lại tìm thêm một sư nương, dựa vào bản lĩnh của sư phụ thì hai sư nương cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Trong mắt từ cương hơi hiện lên ý cười. Từ cương, có phải là ngươi cho rằng đến nguyên anh kỳ là có thể tùy ý treo chọc sư phụ không? Từ phàm nghiêm túc nhìn từ cương nói, tên tiểu tử thúi này rõ ràng là muốn báo thù việc bắt hắn kết hôn sinh con mà. Trước đó không nói là nên tìm ai, lỡ may sư phụ và người vợ hiện tại đánh nhau thì làm sao bây giờ, không thể không nói chỉ con đại điểu đó cũng khiến cho tông môn chịu không nổi. Tách! Từ phàm búng tay một cái, từ cương trực tiếp rơi vào bên trong ảo cảnh vào ảo cảnh, từ cương phát hiện mình biến thành người thường không có pháp lực, xung quanh đều là một đám người thường cầm gậy sắt. Chính là hắn, đánh hắn cho ta. Sau đó từ cương rơi vào trong địa ngục gậy gộc. Tiểu tịch, đưa hắn mang về, một ngày sau hắn sẽ tỉnh lại. Từ phàm xua tay nói. Vâng, sư phụ. Tiểu tịch cười gật đầu nói, nàng biết có khi đầu óc của chồng mình dễ dàng biến thành toàn cơ bắp, nhưng có đôi khi đầu óc giống như một cái hố vậy. Sư tổ, cha ta không có việc gì chứ?" Một đứa bé trai 9 tuổi chạy đến bên cạnh Từ Phàm hỏi. "Không có việc gì, cha ngươi đang ở mơ mộng đẹp, chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi." Từ Phàm vuốt đầu đứa bé trai này nói. "Sư tổ, ngươi lừa gạt ta, ngươi là đang trừng phạt cha đúng không?" Từ Phàm nhìn ánh mắt trong suốt của đứa bé trai, trong lòng cảm thán, cũng may ngươi không di truyền dáng vẻ ngu ngốc của cha ngươi. "Ngươi đoán xem từ phàm cười nói nếu sư tổ có thể trừng phạt cha ta cho thông minh hơn vậy trừng phạt nhiều một chút ha ha được từ phàm xua tay cho người đưa hắn trở về làm việc của mình lúc này pháp khí truyền tin của hắn truyền tới một tin tức nói là hội trưởng lão ở lâm sâm tiên thành có thứ gửi cho hắn từ thịnh linh châu tới đây làm cho đi nhận phía trên tầng mây một chiếc linh phong chu ẩn thân bay đi một cách nhanh chóng từ phàm ngồi ở phòng nhỏ trong thuyền thịnh linh châu, dựa theo thời gian, chắc hẳn là phúc lợi mà huynh đệ tốt của ta đưa tặng. Từ phàm nói, thật là không dễ dàng, trước kia tiếp tế một phen, cuối cùng bây giờ cũng có hồi báo. Hội trưởng lão lâm sâm tiên thành, từ phàm dựa theo lệ thường đã bị nhiệt tình chiêu đãi giống như gia đình giàu có đi vào bộ môn của chính phủ để đóng thuế vậy, hiện tại ẩn linh môn một năm giao nộp ít nhất một triệu linh thạch tiền thuế cho dù ngay cả lão đại của hội trưởng lão là một tu sĩ hóa thần kỳ cũng xuất hiện để gặp mặt từ phàm một lần làm cho từ phàm rất không được tự nhiên đây là tật xấu của từ phàm mỗi khi bên cạnh có tu sĩ cao hơn nguyên anh kỳ hắn đều không có thói quen đến nỗi vì cái gì không thói quen còn không phải tại vì đánh không lại cũng trốn không thoát à đây là đồ vật mà vương trưởng lão của quý tông đưa cho ngươi tu sĩ nguyên anh kỳ cầm một cái hộp bị phong ấn đưa cho từ phàm trên phong ấn có linh lực đặc biệt của Vương Vũ Luân, ai cũng không bắt chước được. Cảm ơn tiền bối." Từ phàm gật đầu nói. "nên vậy, nên vậy, mấy năm nay quý tông trấn áp yêu thú của cự hồ 10 vạn giảm rất là thành công, giúp hội trưởng lão chúng ta giảm bớt không ít áp lực." Nguyên Anh Kỳ cười nói. "Trước kia tuy cự hồ 10 vạn giảm cách 5 đến 6 năm mới có một lần thú triều, nhưng bên hồ thường thường còn có vài ba con yêu thú đi ra gây phiền toái." Có điều từ 6 năm trước ẩn linh môn nhận phòng ngự, toàn bộ cự hồ 10 vạn dặm cứ như bị nghiêm phong lại, trong suốt 6 năm vậy mà chưa từng xảy ra việc yêu thú cùng nhau lên bờ quấy nhiễu dân chúng. Từ Phạm Thuận miệng ứng phó với Nguyên Anh Kỳ vài câu rồi cầm theo cái hộp mà huynh đệ tốt gửi vội vàng trở về tới ẩn linh môn, đồ tốt thì cần phải mở ra ở nơi an toàn. Kết quả một lòng chạy trở về tông môn, hắn lại nhìn thấy Từ Nguyệt Tiên với vẻ mặt có chút khẩn trương. trưởng môn đại nhân, biết trở về rồi à lần này lại tìm được bảo bối gì từ phàm nhìn thoáng qua từ nguyệt tiên đã đạt tới nguyên anh kỳ nói ở năm năm trước từ nguyệt tiên đã thông qua con rối khảo nghiệm thăng cấp lên nguyên anh kỳ việc này cũng nghiệm chứng suy nghĩ của từ phàm lão nhị quả nhiên là nuôi thả mới có triển vọng sư phụ lần này nó tuyệt đối khiến cho ngươi hưng phấn suốt cả một năm từ nguyệt tiên thần bí nói thứ tìm được lần này tuyệt đối là món lớn đối với sư phụ yêu tha thiết luyện khí này. Ồ, là bảo bối gì thế? Ánh mắt từ phàm lộ ra vẻ chờ mong, giống như tiến vào giai đoạn rút thăm trúng thưởng. Mười năm trước từ sau khi thả từ Nguyệt Tiên ra, nàng đã thay thế vị trí của Vương Vũ Luân, tuy đồ vật nàng mang về không kinh ngạc vui mừng bằng Vương Vũ Luân, nhưng thỉnh thoảng có thể thỏa mãn được cái cấp bách trước mắt tài liệu tấm sắc phù văn khang hiếm trong tay từ phàm đều là từ nguyệt tiên làm ra sau khi từ phàm thông qua khảo nghiệm của bảo khí tấm sắt phù văn thì đạt được bốn cái phù văn có thuộc tính không gian phân biệt là phù văn dung không phù văn chữ khôn phù văn chữ ổn phù văn chữ khai kể từ nay về sau đệ tử của cả ẩn linh môn đều không thiếu trang bị không gian ta muốn ổn định một chút rồi mới nói sau khi lấy được đồ vật này ta vẫn luôn lo lắng đề phòng sợ bị người khác phát hiện. Từ Nguyệt Tiên còn có chút sợ hãi nói. Đi, trong đạo tràng có trà an thần. Trong đạo tràng, lúc nãy từ Nguyệt Tiên còn có chút sợ hãi, đến bây giờ cuối cùng cũng ổn định xuống. Vào một tháng trước, ta và hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh chuyên môn tầm bảo cùng tổ đội dò xét một tiểu thế giới bị tàn phá. Tiểu thế giới bị tàn phá này rất nhỏ, còn không lớn bằng một phần 10 ẩn linh đảo của chúng ta. Nhưng đồ vật bên trong lập tức làm cho mọi người đỏ mắt, không lừa gạt sư phụ, lúc ấy ta đều động sát tâm, hơn 10 nguyên anh kỳ cũng chỉ là chuyện một người một pháo thôi. Ngươi phát hiện cái gì, căn nguyên ngũ hành, tiên tinh cực phẩm, tiên khí hay là đạo khí cỡ lớn? Từ phàm đoán được, có thể làm cho vị đồ đệ có kiến thức rộng rãi này nổi lên sát tâm tuyệt đối không phải là đồ vật đơn giản được. Sư phụ, ngươi đừng sốt ruột, trước hết nghe ta nói xong đã từ nguyệt tiên không nhanh không chậm nói tật xấu này là học với ai từ phàm nghĩ thầm hầu như ngay khi nhìn thấy đồ vật đó bốn tu sĩ nguyên anh tổ đội trước kia đã bắt đầu tấn công các tu sĩ ở bên cạnh mình mới một chút mà đã chết bảy tu sĩ nguyên anh là còn có chín người từ nguyệt tiên tiếp tục nói lúc ấy ngươi đang làm cái gì từ phàm hỏi những gì sư phụ chỉ dạy ta cũng không quên ta vừa thấy đồ vật ở giữa không trung của tiểu thế giới là gì thì đã nhanh chóng dùng con rối thế thân thay thế bản thể, còn ta ẩn thân ở nơi cách bọn họ không xa. Tiếp tục nói. Từ phàm tức giận nói, xem ra nha đầu thúi này không đến lúc cuối cùng là sẽ không nói ra đó là bảo bối gì. Lúc ấy bọn họ một lòng chuyên tâm chém giết, cuối cùng bốn tu sĩ Nguyên Anh động thủ trước đạt được thắng lợi, đang lúc ta chuẩn bị xem kịch vui, một con rối thi nhục yêu tộc đạt tới nguyên anh kỳ đi ra giết chết bốn nguyên anh kỳ một cách nhẹ nhàng quy lực của con rối thi nhục yêu tộc đó và con rối khiêu chiến nguyên anh sơ cấp mà sư phụ ngươi luyện giống nhau giống như có người sử dụng sợi dây khống chế nó vậy sau đó ta lại ẩn nấp ở tiểu thế giới bị tàn phá ba ngày sau khi xác định tất cả tu sĩ đều chết ta mới một pháo giết chết con rối thi nhục yêu tộc đó từ nguyệt tiên đắc ý nói cho nên đến cuối cùng ngươi cũng không nói cho vi sư, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì. Từ phàm thản nhiên nói, hiện tại hắn suy nghĩ có thể là thứ tốt gì mới có bản lĩnh làm cho ta vui mừng đến nhảy dựng lên. Sư phụ, đừng sốt ruột. Sau khi ta đánh gục con rối thi nhục yêu tộc kia và chắc chắn rằng không có nguy hiểm gì, ta đã thu thập những không gian của hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Từ Nguyệt Tiên tiếp tục nói nhưng với giọng điệu nhanh hơn, bởi vì nàng thấy rằng sư phụ của mình đã nắm một tay lại thành nắm đấm. Ta đã tìm thấy một bí pháp ở một trong những chiếc nhẫn không gian, lập tức có thể thu nạp một tiểu thế giới bị tàn phá, vừa lúc chỗ của hắn có một bảo khí không gian tương ứng. Cho nên ta lập tức đích thân đưa đến cho sư phụ. Từ Nguyệt Tiên vừa nói vừa lấy ra một cái thủy tinh cầu ẩn chứa thuộc tính không gian, bên trong lộ ra một tiểu thế giới nhỏ bé tu vi nguyên anh kỳ của ta đúng lúc có thể mang tiểu thế giới vỡ tan kia trở lại. Từ Nguyệt Tiên ra vẽ ta đây rất lợi hại. Ta muốn xem xem, ngươi nói cả buổi như vậy, rốt cuộc là đồ vật gì, nếu không phù hợp với ý của ta. Từ phàm âm trầm nhìn từ Nguyệt Tiên nói, ngươi ở ẩn linh đảo cả đời đi. Nói xong cầm thủy tinh cầu, bắt đầu xem xét. Mẹ kiếp. Tinh chu. Từ phàm kinh ngạc nhảy dựng lên, ở đại lục trung tâm nhiều năm như vậy từ phàm đã thu thập được rất nhiều tin tức liên quan đến phù thiên chu tông môn duy nhất ở tu tiên giới có thể luyện chế cự chu chính là thiên khí tông mà thiên khí tông chia cự chu ra làm ba cấp bậc lần lượt là hải chu tinh chu vũ chu hải chu chính là cự chu có thể ngao du ở trong chỗ sâu của biển vô tận ví dụ như phù thiên chu của thiên khuyết môn thuộc loại đạo khí sơ cấp cỡ lớn tinh chu thì là cự chu có thể đi đến vực cực không thu thập tài nguyên thuộc loại đạo khí đứng đầu cỡ lớn toàn bộ tu tiên giới cũng không có bao nhiêu chiếc vũ chu thì lại là cự chu có thể thoát khỏi giới này bay đến vạn giới đây đã thuộc về loại tiên khí đẳng cấp khác hiện nay chỉ có thiên khí tông có một chiếc thật ra thì từ phàm càng mong muốn gọi bọn chúng là phi thuyền nhìn thấy tinh chu bán thành phẩm trong thế giới vỡ tan kia cả người từ phàm đều dựng tóc gáy cả lên sự vui mừng này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi mà hắn có thể chịu đựng nếu như hôm nay có một chút tin tức nào tiết lộ ra toàn bộ ẩn linh môn đều không nhìn thấy mặt trời của ngày mai nữa rồi giống như nhặt được tiền khi ngươi nhìn thấy số tiền trên trăm tỷ bày ra ở trước mặt số tiền kia cũng sẽ không phải là tiền nữa mà là tai họa bây giờ từ phàm đã biết tại sao từ nguyệt tiên lại không bình tĩnh như vậy rồi tim từ phàm bây giờ đập hơi loạn nhịp ta bình tĩnh một lúc ngươi hãy nói rõ ngọn nguồn ra đi còn có nguyên anh của những tu sĩ nguyên anh kia không có chạy trốn à từ phàm hỏi nếu như có một người chạy trốn dẫn đến tin tức bị để lộ bây giờ hắn lập tức dẫn toàn bộ tông môn đến cậy nhờ thiên khí tông nếu như số mệnh tông môn của mình không thể che đậy đồ vật này cuối cùng chắc chắn sẽ đưa đồ ăn cho kẻ khác hơn nữa rất có thể cuối cùng là bị vận khí chi tử của giới này chiếm tiện nghi Nguyên Anh đều bị con rối thi nhục của yêu tộc kia ăn rồi, ta đếm thấy không thiếu một ai. Từ Nguyệt Tiên Trịnh Trọng nói, mới vừa rồi nói giỡn thì thôi đi, bây giờ lại nói giỡn nữa thật sự sẽ bị giam lại. Tốt lắm. Sau khi Từ Phàm uống vài chén trà an thần cũng tỉnh táo trở lại, tiếp tục xem xét tinh chu trong thế giới đổ nát. Chiếc tinh chu yêu tộc này có kết cấu bộ phận chính đã được xây dựng tốt, hiện giờ chỉ thiếu khắc họa phù văn tổng thể, ngoài ra còn cần tự mình thiết kế không gian bên trong lúc này từ phàm lấy ra một cái ngọc điệp từ trong thế giới bị tàn phá bắt đầu xem xét thật tri kỷ còn thêm vào cả ảnh trận pháp phù văn của cả thuyền không tệ sau này có thể tham khảo một chút toàn bộ thân thuyền đều được làm bằng thân của tinh thụ trong truyền thuyết thật là xa xỉ đáng tiếc không để lại chút vật liệu vụn nào bây giờ cái thứ này chỉ là một con thuyền phôi thô thật sự để ta sửa sang nó ít nhất phải đợi ta đến sau hóa thần kỳ từ phàm tính toán thời gian khi mình đến hóa thần kỳ trong nháy mắt có hơi buồn tẻ vô vị cái thứ phỏng tay này ta tìm một nơi giấu đi trước đợi đến ngày đó sau khi người nào trong các ngươi thăng cấp đại thừa kỳ và có thể chống đỡ tông môn rồi ta lại lấy ra bây giờ cái thứ này chỉ có thể niêm phong cất vào kho từ phàm nói ta cũng nghĩ như vậy nếu như trực tiếp bán cho thiên khí tông vậy thì quá thiệt thòi rồi để lại cho sư phụ mới là sự lựa chọn tốt nhất từ nguyệt tiên cười nói sau khi giao thế giới bị tàn phá cho từ phàm cả người từ nguyệt tiên mới yên tâm trở lại tốt lần này ngươi biểu hiện không tệ nghĩ xem muốn phần thưởng gì câu nói sau cùng đã cứu vãn lại hình tượng của từ phàm trong suy nghĩ từ nguyệt tiên hì hì sư phụ có thể nào giúp ta thăng cấp toàn bộ bảo khí Nhân tiện luyện chế thêm cho ta vài viên đạn tam giai khác không?" Từ Nguyệt Tiên cười ha ha nói. "Hiện nay Từ phàm không để tâm lắm đến việc cập nhật trang bị cho đồ đệ mình, các ngươi đều đã lớn, đã đến lúc nên hiếu kính với sư phụ rồi, về phần đổi trang bị thì tùy theo biểu hiện của các ngươi." "Ồ, là vi sư sơ ý rồi, ngươi cũng đã là nguyên anh kỳ mà vẫn còn đang dùng pháp bảo bảo khí tam giai." Từ phàm tỏ vẻ ngạc nhiên. Pháp bảo sư phụ luyện chế cho ta khi ở Kim Đan Kỳ, hiện tại cũng vẫn còn dùng được, đây không phải là sư phụ muốn thưởng cho ta sao? Cho nên phiền lòng sư phụ một chút. Từ Nguyệt Tiên nói, phải nói là ở tu tiên giới, một thân pháp bảo của nàng đã là cao cấp nhất rồi, tất cả đều là đồ thiết kế riêng, còn đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đây cũng là đại ngộ thiên kiêu yêu nghiệt đỉnh cấp tông môn mới có. Chúc lòng thành, vi sư sẽ cập nhật đổi mới toàn bộ phát bảo của ngươi một tháng này ngươi thành thật ở lại tông môn trò chuyện cùng đại ca ngươi dạy dỗ cháu trai nhỏ của ngươi kết hợp làm việc và nghỉ ngơi thì mới hợp thiên đạo từ phàm nói được rồi trong nhà máy bí ẩn nhất dưới lòng đất trên ẩn linh đảo từ phàm xuất hiện trước mặt bản thể của bồ đào quét số liệu tinh chu trong thế giới bị tàn phá này thiết lập kế hoạch cải tạo tổng thể và trận pháp phù văn phù hợp nhân tộc. Ngoài ra nhìn xem ngươi có thể dung hợp thế giới bị tàn phá này không, ta nhớ lúc đầu đặc biệt lưu lại không gian mô hình chính là để sau này để ngươi hóa thân tiểu thế giới. Từ phàm nhìn hình lập phương màu tím trước mắt nói. Một viên linh hồn tinh thạch, một trăm cân các thời không, một viên thiên tinh thạch, ngũ hành bản nguyên mỗi loại một lít, chí dương hỏa linh. Ồ, nhớ kỹ trước, sau này từ từ nói. Từ Phàm suy nghĩ một chút rồi nói đùa, nếu như bán đi toàn bộ ẩn linh đảo cũng có thể gom đủ về các thời không. Từ Phàm đặt thủy tinh cầu lên trên khối lập phương màu tím, bản thể của Bồ Đào phát ra linh quang và quét thủy tinh cầu. Kế hoạch cải tạo và trận pháp phù văn của toàn bộ con thuyền sẽ chiếm lấy 50 năm hai tầng toán lực, liệu có bắt đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Từ Phàm nói, ban đầu luyện chế Bồ Đào cũng không phải là vì làm loại chuyện này ư, lúc này Tất cả các con rối của toàn bộ ẩn linh đảo đều dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục công việc. Một ngày sau, trong phòng luyện khí chủ phong, ảo ảnh của một cây súng lớn xuất hiện phía trên từ phàm, trên súng đầy chi chít phù văn, và nó vẫn giống như cây súng ban đầu của Từ Nguyệt Tiên. Pháo bắn tỉa bảo khí tứ giai, cùng với đạn bảo khí tứ giai, ước chừng yêu thú hóa thần kỳ cũng có thể bị trọng thương. Công kích phổ thông thường trực tiếp nén không khí và linh lực, như vậy còn tiết kiệm đạn uy lực cũng không tầm thường. Cài đặt lại chế độ điện từ. Ở điểm chuẩn bị, tính ra vị trí pháp trận phù văn không đủ, trước hết cứ như vậy đi. Một pháo bắn tỉa bảo khí tứ giai, từ phàm mất 6 ngày từ khi thiết kế đến khi luyện chế thành công. Còn dư lại áo giáp linh lực, đoạn kiếm, áo giáp, những trữ linh, những không gian, vòng tay linh lực, vòng tay vạn pháp, giày, đồ trang sức. Ngoại trừ y phục gần người, bảo khí từ Nguyệt Tiên sử dụng đều thay đổi hoàn toàn. Lần sau lại làm cho vi sư vui mừng như vậy, vi sư cũng đổi một bộ này của ngươi thành đạo khí. Nhìn thấy kiệt tác của mình, từ phàm đắc ý nói, có những trang bị này, từ Nguyệt Tiên mặc vào đi câu chết một con yêu thú hóa thần kỳ cũng không có vấn đề gì. Bộ trang bị này là phần thưởng dành cho ngươi, hãy chăm chỉ và cố gắng để lấy thêm tiên khí về cho sư phụ. Từ phàm giao bộ bảo vật lượng thân định chế này cho Từ Nguyệt Tiên và nói, đãi ngộ này chỉ con cái của luyện khí tông sư mới có, như các tu sĩ khác có thể có pháp bảo phù hợp cũng đã rất tốt rồi. Tuân lệnh, đừng nói là một cái, cho dù là 10 cái ta cũng có thể mang đến cho sư phụ. Đến lúc đó sư phụ nhớ đến cấm địa kiếm ta. Từ Nguyệt Tiên dí dỏm nói, tiên khí, đó là tùy tiện là có thể gặp. Ha ha, đến lúc đó sư phụ vẫn đốt tiền vàng cho ngươi từ phàm cũng cười ha ha nói tâm tình rất tốt mặc dù hiện tại chiếc tinh chu kia không dùng được nhưng mà sau này đợi khi cấp bậc của các đồ đệ tăng lên bản thân mình có thể quan minh chính đại lấy tinh chu ra từ đó liền nhờ vào tài nguyên mà tinh chu có thể mang lại để xây dựng ẩn linh môn thậm chí từ phàm cũng đã nghĩ đến việc nhờ vào ẩn linh môn để thành lập ra một tông môn ở thế giới đại thiên sau đó lại làm lại theo kịch bản sư phụ vậy ta đi đây mới vừa rồi nhận được tin tức, thánh địa thượng cổ yêu tộc xuất hiện ở Thiên Tinh Châu, đợi ta mang tiên khí trở lại cho ngươi." Nói xong Từ Nguyệt Tiên biến mất không thấy đâu nữa. Nha đầu thối chạy nhanh đấy." Từ Phàm cười nói. "Tiểu muội là sợ sư phụ nói nhiều, nàng sẽ không nhịn được mà ở lại." Từ Cương ở bên cạnh Từ Phàm nói, hai huynh muội bọn họ theo Từ Phàm sớm nhất, tình cảm cũng sâu nặng nhất. "Nha đầu này, giữ là giữ không được." vẫn là tiếp tục nuôi thả đi. Đúng rồi, gần đây tông môn không có chuyện gì, cho ngươi một ít linh thạch, dẫn tiểu tịch và thần thú nhà các ngươi đi chơi một vòng đi. Hơn 10 năm nay, ngươi vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh vi sư, cũng nên đi ra ngoài dạo một vòng, để cho những đứa trẻ nhà các ngươi nhìn xem thế giới bên ngoài. Từ phàm nghĩ một lát rồi nói. So với một số đồ đệ khác, Từ phàm cảm thấy vị đại đồ đệ này là thuần khiết nhất. Không có tâm tư gì khác không phải đang trong tu luyện thì là đang trên đường tu luyện, ngoại trừ để ý một vài người xung quanh mình, mọi thứ khác đều không quan trọng. Tìm được con đường phù hợp với bản thân, lại có nghị lực phi phàm như thế, từ phàm tin tưởng đại đệ tử này của mình sẽ là đệ tử đầu tiên thăng thiên tiên giới. Nghe thấy những lời của Từ Phàm, trong ánh mắt của tiểu tịch ở bên cạnh từ cương tràn đầy mong đợi. Ở bên ngoài dẫn người nhà đi du lịch 3 năm, đây là mệnh lệnh của vi sư tất cả công việc trên đường đều nghe theo tiểu tịch tu tiên tu không chỉ là tu vi còn có cả tâm tình vạn pháp chi khu của ngươi đã tu luyện đến cảnh trăm tay rồi nhỉ phải suy nghĩ về chỗ tiến bộ nữa chỉ là vùi đầu tu luyện thôi thì không được từ phàm nói tuân lệnh sư phụ từ cương cuối đầu nói gần đây tu luyện cũng ngày càng trở nên táo bạo có thể thật sự là vấn đề trong lòng bây giờ dọn dẹp một chút rồi đi đi từ phàm khu tay nói. Sau khi một nhà tề cương đi khỏi, cả tông môn dường như cũng yên tĩnh trở lại, các đệ tử thế hệ mới yêu thích yên tĩnh đều tu luyện ở đạo trường, không nhịn nổi sự cô đơn đều ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Phòng luyện đang cỡ lớn của chủ phong có 50 phòng luyện đang cơ bản. Sau khi từ phàm đi vào, trước tiên là nhìn thoáng qua lò luyện đang được đặt ở cửa ra vào, phát hiện đã có 720 chiếc, hắn gật đầu hài lòng. Bảy đệ tử có thiên phú luyện đan, trong 10 năm đã luyện phế 1.280 lò luyện đan, thành quả này giúp ẩn linh môn có thêm một luyện đan sư tam giai, ba luyện đan sư nhị giai và ba luyện đan sư nhất giai. Chào đại trưởng lão! Sau khi bảy đệ tử đang giao lưu kinh nghiệm luyện đan nhìn thấy từ phàm đến thì vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Ta đã xem qua linh đan mà các ngươi luyện chế gần đây, không tệ, cũng rất có tiến bộ. Còn có một chút khuyết điểm nhỏ. Từ phàm chào hỏi mọi người sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu sửa chữa thiếu sót của mọi người. Bây giờ bảy đệ tử luyện đan này hiện tại cũng nằm ở cấp bậc nghệ nhân, tối đa có thể luyện chế ra linh đan trung phẩm, đây cũng là giai đoạn lên cấp mà hầu hết các luyện đan sư muốn luyện chế ra thượng phẩm, thậm chí là linh đan đỉnh cấp đều nhất định phải đột phá, tiến giai đến cấp sư. Đây cũng là sau này Từ phàm mới biết được, trước kia hắn luyện chế linh đan thượng phẩm đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy cũng không chú ý đến vấn đề này sau khi truyền thụ kinh nghiệm ở phòng luyện đan từ phàm trở lại tiểu viện của mình bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn có một hộp mù chưa mở một tháng trước bị tinh chu kia làm cho có chút mơ hồ thậm chí còn quên cả những phúc lợi mà người huynh đệ tốt của mình gửi đến để ta nhìn xem bên trong có cái gì từ phàm vừa nói vừa cởi bỏ phong ấn bên trên mở hộp ra phát hiện bên trong có sáu cái không cốt của yêu tộc giống như những không gian của nhân tộc vậy. Lại là hộp mù à, từ phàm nói xong tùy ý nhặt một khúc xương rỗng lên và nhìn nó. Một đống pháp bảo yêu tộc, không có giá trị thu giữ. Lại nhặt lên cái thứ hai. Linh dược, pháp bảo, còn có một vài dị bảo ẩn chứa phù văn bình thường, cũng không tệ lắm. Cái thứ ba. Công pháp của yêu tộc, có thể tham khảo một chút. Cái thứ tư. Một đống hài cốt yêu và cả người nữa, yêu tộc cho cá ăn, hài cốt nhân tộc mai táng. Cái thứ năm. Ồ, đây là luyện khí sư của yêu tộc à, 36 phương pháp luyện linh cốt, thú vị, hôm nào sẽ thử. Cái thứ sáu, cũng là cuối cùng. Trận pháp sư yêu tộc, 50 cân các thời không, thiên tinh thạch, địa tinh toái nham, các thiên bảo, từ phàm vui mừng nói. Thu lợi về gấp trăm lần, kinh khủng như vậy, huynh đệ tốt chưa từng làm cho từ phàm thất vọng từ phàm tính toán tài sản của mình, có thể phối hợp với khí kiếp phù văn chữ lôi là có thể thăng cấp bồ đào làm đạo khí. Tính toán thời gian đã gần đến lúc bàn phúc trở về. Từ phàm nói, bàn phúc hầu như mỗi ba tháng trở về một lần, thời gian còn lại đều là con trai của hắn hoặc là đệ tử thương các thay mặt hắn trở về. Đến lúc đó để cho tiểu trạch nam Chu Khai Linh cũng đi theo hắn. Từ phàm nói, ba ngày sau, từ phàm đang câu cá trên mặt hồ đúng lúc gặp được bàn phúc trở về. Từ trưởng lão, đơn đặt hàng vẫn giống như trước kia, ngoài ra bảo khí tọa giá kia bán rất được. Điều duy nhất cần chú ý lúc này là kiểm soát lô hàng, nếu không sẽ khiến cho những thương hội to lớn đó chú ý, bàn phúc nói, rắc rối duy nhất bây giờ là thực lực của tông môn quá yếu, kiếm thêm một chút linh thạch sẽ thu hút sự chú ý của các thương hội lớn kia. Linh thạch kiếm được bây giờ đã đủ cho sự phát triển của tông môn, bước đi của thương hội có thể chậm lại một chút. Từ phàm hài lòng nói, lý niệm của bàn phúc giống hắn một cách đáng kinh ngạc, muốn có được thì điều kiện tiên quyết nhất định phải có thực lực nhất định, không thì vẫn phải che giấu. Lần này ngươi đi hãy dẫn theo Chu Khai Linh, tiểu tử này ở tông môn sẽ lại xảy ra vấn đề. Ngoài ra thu mua 40 cân các thời không, ta cần thăng cấp đại trận tông môn. Từ phàm nói. Chu Khai Linh, ta sẽ phái một vị đệ tử thương các thường xuyên thăm dò tin tức ở các tiên thành lớn cùng đi. Về phần các thời không, cần nửa năm. Bàn Phúc nghĩ một lát rồi nói, hai chuyện này cũng không khó. Đúng lúc này, một động quan kiếm khí ở đằng xa bay nhanh về hướng ẩn linh đảo. Khí tức này, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó. Từ phàm nhìn kiếm khí động quan ở phía xa nói. Bàn các chủ, ngươi quay trở về tông môn tìm tên tiểu tử thối kia trước đi từ phàm nhìn độn quang phía xa nói được bàn phúc nói rồi bay đi về hướng tông môn từ trước đến giờ hắn không có hứng thú với những chuyện chém chém giết giết lúc này một kiếm khách áo xanh xuất hiện ở giữa không trung cũng vẫn giống như 10 năm trước áo xanh phóng khoáng khí chất nho sinh phong thái như cũ sư triển nhìn từ phàm đang ngồi câu cá trên cự quy chậm rãi nói Đạo hữu vẫn thoải mái nhàn nhã giống như 10 năm trước. Không còn cách nào, thiên tư ngu dốt, tu luyện cũng không có tiến bộ, chỉ có thể trôi qua quãng đời còn lại ở giữa núi sông này. Không thể không nói, mấy năm nay cuộc sống về hưu của Từ phàm rất tốt, không có chuyện gì thì suy diễn công pháp, câu cá, thuận tiện nghiên cứu phù văn chi đạo, trong lòng cũng có tiến bộ rất lớn. Về phần tu luyện, một ngày có 2 giờ là đủ rồi. Đạo hữu nói đùa rồi. Sư triển rõ ràng không tin lời nói dối của Từ Phàm. Lời hứa của đạo hữu 10 năm trước còn giữ đúng không? Chắc chắn, nhưng mà bây giờ đệ tử của ta đi ra ngoài luyện tập, hiện tại ngươi chỉ có thể so tài với con rối kiếm khách này. Từ Phàm nói xong thì thả ra con rối kiếm khách chiến lực trúc cơ đỉnh phong, đây là cửa ải cuối cùng lúc trước Vương Hướng Trì phải khiêu chiến khi lên Kim Đan kỳ. Đạo hữu đây là xem thường tại hạ, lần trước vừa đến giới này chân khí tinh thuần trong cơ thể chưa chuyển hóa, trường kiếm trong tay cũng là đồ sắc bình thường. Sư triển vẫn chưa nói hết, từ phàm lập tức yên lặng đổi thành con rối chiến lực kim đan kỳ đỉnh phong, đây là con được từ cương sử dụng. Từ phàm tỏ vẻ, hắn cũng không là người tích cực, một khi ngươi đã yêu cầu, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Được, ngươi có thể tiếp tục rồi. Từ phàm dùng tay ra hiệu mời. Con rối khiêu chiến của từ cương là con rối thuật pháp, nó cũng giống như là một pháo đài nhỏ điều quan trọng nhất chính là con rối này có đầy đủ ngũ hành nhìn con rối thuật pháp tản ra khí tức nguy hiểm trước mắt sư triển đột nhiên cảm giác mình đã nói sai rồi nhưng không còn cách nào chỉ có thể kiên trì tiến lên nhất thời ánh kiếm chiếu khắp bầu trời nhưng tương ứng hắn phải đối mặt với một cuộc oanh tạc quy mô lớn cuối cùng sư triển bị hồ nước bao vây đông lạnh thành một khối hàng băng lớn thật ra thì yêu cầu của ngươi có thể quá đáng một chút con rối cấp bậc nguyên anh ta đã luyện chế ra vài con từ phàm nhẹ nhàng vỗ hàng băng hàng băng lập tức hóa thành hồ nước sư triển cũng tỉnh lại ngươi còn hai cơ hội cố gắng lên từ phàm cười nói đối với tu sĩ đi lên từ tiểu thế giới muốn gia nhập ẩn linh môn này hắn cũng không có ác cảm là tại hạ lỗ mãn sư triển dùng linh lực hông khô hơi nước trên người sau đó hành lễ với từ phàm không sao không ảnh hưởng lần sau ngươi kiêu chiến từ phàm không thèm để ý nói đợi ta tu luyện mấy năm nữa lại kiêu chiến sư triển kiên định nói đồng thời nhìn về phía thế giới quê hương chỗ ở của mình phương xa đừng sốt ruột mười năm này ta thấy ngươi tiến bộ rất nhanh khuyết điểm duy nhất chính là công pháp ngươi tu quá mức bình thường thành thật mà nói cho ngươi thêm một trăm lần cơ hội giống như vậy ngươi cũng rất khó vượt qua. Từ phàm có thể đã bị ánh mắt nhìn về phía quê hương của sư Triển lây nhiễm, cho nên có lòng tốt đề cập một câu. Thật ra khoảnh khắc thất bại vừa rồi ta đã biết rõ, ta vô duyên với Quý tông môn. Tâm tình sư Triển hơi có vẻ lắng xuống, ở tu tiên giới 10 năm, vốn là đệ nhất kiếm khách kinh tài tuyệt vời ở nguyên thế giới, ở chỗ này chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ bình thường ngươi nghĩ gia nhập ẩn linh môn của ta đơn giản là muốn trông coi thế giới quê hương của ngươi thật ra có lẽ ngươi may mắn trong tương lai thế giới quê hương của ngươi sẽ trở thành thế giới quy thuộc ẩn linh môn của ta sau khi sư triển nghe được thế giới quê hương của mình trở thành thế giới quy thuộc rõ ràng có chút không bình tĩnh nhưng sau đó lại hơi tuyệt vọng hắn còn không đánh lại một con rối huống chi là chống lại toàn bộ tông môn yên tâm ẩn linh môn chúng ta cũng không phải là ma tu Thế giới quê hương của ngươi sau này sẽ dần dần được đổi thành tài nguyên thế giới của ẩn linh môn ta. Cũng chính là đủ loại lương thực và linh dược vân vân, chuyện nhân khẩu bên trong nên di chuyển thì di chuyển, nên lưu lại thì lưu lại, sẽ không có ảnh hưởng gì đến dân chúng tầng dưới chót thế giới các ngươi. Nhiều lắm là chết một vài người không cam chịu số phận. Từ Phàm đang nói chuyện, đột nhiên phát hiện tiểu tử trước mắt này còn có chỗ dùng, ít nhất đến lúc đó để hắn ra mặt sẽ ít đi rất nhiều phiền toái thế giới nơi ở của ta là một phương triều thống nhất ta hiểu rõ bọn họ quý tông muốn chinh phục nó nhất định sẽ biến nơi đó thành thế giới núi thay biển máu giống như địa ngục vậy thì đáng tiếc quá từ phàm nói hắn không thích thấy hình ảnh này nhưng muốn làm tan rã một quốc gia thống nhất quả thực là quá dễ dàng đối với người xuyên qua từ xã hội thông tin như từ phàm đạo hữu có thể bán thế giới quê hương của ta cho ta không sư triển nói bây giờ hắn đã ngầm đồng ý thế giới quê hương của hắn thuộc về ẩn linh môn, không có hắn, cũng là bởi vì thực lực. Một tỷ linh thạch, để tình chúng ta có duyên, ta sẽ giảm 20%, 800 triệu linh thạch, bảo vật có giá trị tương đương cũng được. Nếu như ngươi có thể gom góp đủ trong vòng 100 năm, thế giới này lập tức thuộc về ngươi. Từ phàm cười nói, hắn không phải là loại người có tính cách thánh mẫu, nhìn thấy người khác đáng thương là chủ động bỏ đi lợi ích của mình tạ đạo hữu. Sư triển không nói thêm gì, sau khi cáo biệt với từ phàm, lại hóa thành động quan kiếm khí bay đi về hướng lục địa. Từ phàm nhìn bóng lưng thiếu niên thiếu nợ 800 triệu linh thạch, trong nháy mắt cảm thấy có nhiều câu chuyện. Thiếu niên, cố gắng lên, đời người phải thiếu nợ mới có động lực. Từ phàm cười nói. Từ đó về sau, tu tiên giới xuất hiện một kiếm khách áo xanh vì có được linh thạch mà không từ một thủ đoạn nào. Thiên tinh châu, thần bắc tiên thành ở cực bắc lúc này nơi đây đã tụ họp lượng lớn tu sĩ tầm bảo tu vi đều là ở nguyên anh kỳ đến luyện hư kỳ từ nguyệt tiên thay hình đổi dạng lúc này đang bị một tu sĩ anh tuấn phía sau đeo hộp kiếm muốn mời cô nương trong thánh địa yêu tộc chắc chắn là nguy cơ tứ phía cho dù có tu vi cao một người chiến đấu một mình cũng sẽ chịu thiệt nhìn cô nương cũng là tu sĩ tầm bảo chuyên nghiệp không bằng gia nhập đội ngũ của bọn ta Kiếm tu ở phía trước từ Nguyệt Tiên ra sức khuyên, chỉ bởi vì lão gia gia trong lòng nói nữ nhân này không đơn giản, có thể trở thành trợ lực mạnh để tầm bảo ở thánh địa. Vậy bảo vật lấy được ở thánh địa thì sao? Từ Nguyệt Tiên hơi có hứng thú nhìn kiếm tu trước mắt nói, nàng có cảm giác giống như đã từng quen biết. Dựa theo quy củ của giới tầm bảo, chúng ta chỉ càng quét phía bên ngoài, khu vực trung tâm là chỗ của những đại lão. Cho nên vì một vài bảo vật, không tính giết người đoạt bảo. Có thể do sợ từ Nguyệt Tiên không yên lòng nên kiếm tu bổ sung thêm mấy câu phía sau. Được. Từ Nguyệt Tiên đồng ý nói. Gia nhập đội ngũ không có chuyện gì, như đội ngũ tạm thời thành lập này, vừa vào di tích thánh địa trăm phần trăm sẽ giải tán, căn bản là không thể sống sót trong vòng tầm bảo thứ nhất. Gia nhập đội ngũ kiếm tu này, chỉ là làm theo lời nói của sư phụ nhiều năm qua. Lúc đến di tích bí cảnh, có thể lập tổ đội, nhưng mà muốn tìm bộ dạng đẹp, tên vừa nghe đã biết người không đơn giản, tốt nhất là có tên hai chữ. Và điều quan trọng nhất là đừng thành lập đội với những người có vẻ ngoài bình thường, nhưng thoạt nhìn là biết không đơn giản, nhìn thấy người như thế ở bên ngoài cũng ít tiếp xúc. Nhiều năm như vậy, Từ Nguyệt Tiên khi tầm bảo vẫn luôn tuân thủ hai nguyên tắc này, mỗi lần lập tổ đội cũng sẽ có thu hoạch không ít. Trong một tử lâu tại tiên thành thần bắc, từ Nguyệt Tiên gặp được ba đạo hữu còn lại. Kiếm Vương Tông, Diệp Thần, Tán Tu, Trương Mai Mai. Đây là tên giả từ Nguyệt Tiên dùng khi ở ngoài. Thiên Thú Tông, Vương Vũ, Thái Nhất Môn, La Đàn, Bách Linh Môn, Kỷ Nguyệt Cầm. Năm người chúng ta, ai nấy đều là dân tìm bảo vật chuyên nghiệp, không nói nhiều nữa, sau khi vào trong, có thu hoạch rồi chúng ta lập tức chia đồ về phần sau đó muốn hợp tác tiếp hay không thì đến lúc đó hẳn quyết dịp tiêu dao đảm nhận chức vị đội trưởng thấy cảnh này đáy lòng lão kiếm có chút hoài nghi lẫn vui mừng với dịp tiêu dao đứa trẻ này cuối cùng cũng đi theo chính đạo rồi nhớ lại năm đó đám người xác nhận lại vị trí của mình trong đội ngũ sau đó yên ổn ở trong nhà trọ đợi tin tức những thánh địa di tích quy mô lớn này sẽ có tổ chức tình báo chuyên môn chờ ở chung quanh một khi mở cửa hoặc xảy ra bất trắc dân tìm bảo vật có quan hệ với tổ chức tình báo sẽ nhận được tin tức sớm nhất trên bầu trời cách tiên thành thần bắc một vạn dặm một phần sáng màu tím hồng nổi lên đã xác định lối vào thánh địa yêu tộc bây giờ bắt đầu truyền tin tức một tu sĩ đeo mặt nạ trắng bắt đầu vận hành pháp khí liên lạc gần như cùng một lúc tất cả dân tìm bảo vật quanh tiên thành thần bắc đều nhận được tin tức một lúc sau Vô số vần sáng phóng ra từ tiên thành thần bắc, cùng bay về một hướng, trong đó không thiếu dân tìm bảo vật có kinh nghiệm phong phú đến hóng hất. Bốn người từ Nguyệt Tiên đáp xuống linh kiếm khổng lồ của Diệp Tiêu Giao, bám theo sau đội ngũ đầu tiên. Đúng, ai dám xông vào loại di tích đầu tiên này chính là muốn chết. Vị trí của ngươi vừa đúng chuẩn. Nghe câu này của lão kiếm, Diệp Tiêu Giao đảo mắt. Tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi mặc dù đội ngũ của ngươi đều là đèn cạn dầu, nhưng nếu thật sự xảy ra xung đột, người duy nhất ngươi cần chú ý chính là ả nữ qua ngươi mời vào sau cùng đó. Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy nàng có thể giết ngươi trong chớp mắt. Lão kiếm nhắc nhở Diệp tiêu giao. Nếu kiểu gì cũng không ổn, vậy chỉ cần không xảy ra tranh chấp với nàng là được. Diệp tiêu giao cười đáp, đồng thời trong lòng tăng thêm đề phòng với từ Nguyệt Tiên. Vần sáng tiếng hồng trên trời dần tản đi, một cánh cổng lớn xuất hiện giữa không trung đó chính là lối vào thánh địa di tích thứ mà loại thánh địa yêu quái này tạo ra nhiều nhất chính là các loại bảo vật tài nguyên hiếm có khó tìm ngoài ra còn có dị bảo lưu trữ phù văn dù gì phát bảo của yêu tộc cũng không được ưa chuộng là mấy vào lúc này cách đó không biết mấy triệu km từ phàm đang đọc tin tức mới của hôm nay bỗng phát hiện một chuyện thú vị đó chính là tổ chức tình báo có thực lực nhất toàn trung tâm đại lục thế mà lại tổ chức phát sóng trực tiếp, bọn họ chú thích, những hình ảnh đang nhìn thấy đều là chuyện xảy ra 5 phút trước đó. Từ phàm tò mò nhấn vào, chỉ thấy một vị tu sĩ đeo mặt nạ trắng đứng quay lưng với cánh cổng trên trời nói lời giới thiệu. Hiện tại đã xác minh, thánh địa này là thánh địa cửu vĩ tiếng tâm lẫy lừng từ 15 vạn năm trước, đây có lẽ là thánh địa thứ ba của hồ tộc. Mọi người cũng đã thấy, hiện tại hầu như một nửa số người tìm bảo vật của toàn trung tâm đại lục đã tham gia cuộc săn tìm bảo vật này về phần có thể tìm thấy bảo vật gì mời mọi người đón xem tiết mục kỳ sau tu sĩ mặt nạ trắng dứt lời toàn bộ bức tranh lập tức biến mất sao tiến độ phát triển của thứ đồ này giống nhau thế nhỉ chán muốn chết từ phàm chán nản còn tưởng sẽ có phát sóng trực tiếp thánh địa yêu tộc chứ nói không chừng còn có thể thấy đồ đệ của mình vào lúc này từ phàm đột nhiên nghĩ tới một trò vui. Bồ đào, ta muốn một đệ tử làm bác chủ video, có người nào phù hợp không, từ phàm hỏi. Một màn hình giả lập hiện ra trước mặt từ phàm, trên đó là một thiếu niên ngoại hình tầm thường, tạo cảm giác tồn tại rất thấp. Vu Nam, đệ tử thương các, luyện khí tầng thứ 5, giỏi việc tìm hiểu phân tích các loại tin tức, có hứng thú lạ thường với các tin đồn, bí mật của tu tiên giới thích dùng lưu ảnh thuật chép lại những chuyện thú vị mình thấy nghe bồ đào giới thiệu xong từ phàm cảm thấy đúng là rất phù hợp nếu đang ở tông môn thì kêu hắn qua đây một chuyến đi từ phàm nói được trong tông môn vu nam đang nhìn lén đại mỹ nữ tự mình phong thứ sáu của ẩn linh môn vụng trộm hẹn hò đột nhiên nhận được tin tức nói rằng đại trưởng lão muốn gặp mình đang ở bên hồ ngoài tông môn không phải lúc này đại trưởng lão đang câu cá sao sao tự dưng lại nhớ tới mình chứ vu nam hoài nghi không nghĩ nhiều vẫn bay ra khỏi tông môn bái kiến đại trưởng lão vua người đàn ông từ đáp xuống mai rùa hành lễ với từ phàm nhìn nhân vật truyền kỳ trước mắt hắn nhớ đến đủ loại tin đồn trong tông môn về đại trưởng lão đứng lên đi tự tìm chỗ mà ngồi từ phàm nói một cách hiền hòa đối với đệ tử trong tông môn mình từ phàm cảm thấy thân thiết lạ thường vu nam căng thẳng ngồi xếp bằng cách từ phàm không xa biết ta gọi ngươi tới có chuyện gì không từ phàm nói phải chăng đại trưởng lão tìm ta tới để nghe ngóng sự tình vu nam cung kính đáp nhưng trong lòng đã bắt đầu căng thẳng lẽ nào là muốn hắn điều tra bàn các chủ có trong sạch hay không mọi chuyện trong tông môn đều nằm trong lòng bàn tay ta ta cần nghe ngóng chuyện gì từ ngươi nữa từ phàm cười vào lúc này mạch não của vu nam trở nên nhạy bén chẳng lẽ lời đồn trong tông môn là thật có một lực lượng thần bí vẫn một mực giám sát bọn hắn nghe nói ngươi thích dùng lưu ảnh thuật ghi chép những chuyện ngươi thấy hứng thú có thể cho ta xem vài đoạn được không từ phàm thích thú nói được ạ à, vậy đại trưởng lão có thể giữ bí mật cho ta không vu nam ngượng ngùng được vu nam lấy ra lưu ảnh thạch bắt đầu chiếu lên sắc mặt từ phàm dần trở nên kỳ lạ không ngờ nhân tài trong tông môn lại nhiều như vậy. Trong một hình ảnh trong số đó, Chu Khai Linh đang ở bên bờ hồ thi triển nghiên cứu mới Thủy Long Quyển, nụ cười như mật ngọt trên khuôn mặt ấy khiến Từ Phàm hơi hối hận đã thu nhận đứa dở hơi này. Trong một hình ảnh khác, là một đệ tử luyện thể của tông môn, ỷ vào cơ thể cường tráng, cậy mạnh tẫn con rối khiêu chiến thành vụn. Còn có mấy hình ảnh ghi chép sinh hoạt thường ngày của các nữ đệ tử xinh đẹp trong tông môn và cả hình ảnh đệ tử tông môn làm trò khùng điên. Ngươi học lưu ảnh thuật từ đâu vậy? Từ phàm hỏi, phàm là người hơi cẩn thận tí thôi, bị lưu ảnh thuật chụp được chắc chắn sẽ nảy sinh cảnh giác. Ta đặc biệt nhờ chu sư thúc giúp cải tạo. Vu Nam thật thà đáp lại, hắn biết nói dối trước mặt đại trưởng lão không có ích gì. Vu Nam lại phóng lưu ảnh thuật ra trước mặt từ phàm thêm một lần. Còn gom thêm nữa, thì chỉ có thể lưu ảnh tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống mà không để lại dấu vết thôi. Từ phàm nhìn rồi nói. Vào lúc này, từ phàm đưa cho Vu Nam một cái ngọc giản, trên đó có lưu ảnh thuật trước kia hắn cải tiến. Cho ngươi một cơ hội được thăm thú các chốn tiên thành, ngươi muốn không, từ phàm nói. Vậy trưởng lão có gì phân phó, Vu Nam đáp, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cả. Để ngươi đóng vai một bác chủ đang tìm kiếm mỹ nữ. Lưu ảnh thuật này, nếu kính kẻ hơn, chỉ cần ngươi dùng thuần thục, đại năng tu vi luyện hư trở xuống cũng không thể phát hiện ra ngươi." Từ Phàm nói. Ý của đại trưởng lão là để ta dùng lưu ảnh thuật đi các chúng tiên thành quay mỹ nữ, Vu Nam có chút mừng thầm, giống như vị thành niên nghiện chơi nét được cho phép lên mạng hợp pháp. "Đúng, sau đó chiếu mấy đoạn phim này lên phát khí liên lạc. Xem thử hậu kỳ của chúng ta có thể dựa vào quảng cáo để kiếm linh thạch không?" từ phàm nói xem thử hậu kỳ có phan hâm mộ không tiện thể thu hoạch cùng một đợt luôn không sao ngươi đi quay trước đi rồi sau đó tạo một bản xếp hạng tiên nữ viết thêm nguyên nhân tạo bản còn lại giao cho ta là được từ phàm cười nói chẳng mấy khi có chuyện làm mình thấy hứng thú tuân lệnh thưa đại trưởng lão ngươi cầm mấy cái này coi như thù lao còn lại là phí vất vả bên trong còn có một ít linh đang trợ giúp tu hành cũng không thể để tu vi bị tụt xuống từ phàm quẳng cho vu nam một chiếc túi trữ vật bên trong đều là linh thạch cần có để truyền tống tới các tiên thành và linh đang trợ giúp tu luyện luyện khí kỳ đa tại đại trưởng lão vu nam hơi sốt sắng đáp lại chú ý cẩn thận đừng đi chọc người tu vi cao từ phàm dặn dò đã rõ nhìn bóng lưng gấp gáp của vu nam từ phàm thở dài hứng thú mới là động lực của con người vào lúc này từ phàm nhất cần câu lên một con tôm luyện khí dài 3 mét trắng câu từ phàm dùng một ngón tay tiễn con tôm đang dãy đành đạch về chầu trời quẳng nó vào cái thùng không gian đặc biệt luyện chế sau lưng đại sư luyện khí tùy hứng thế đấy đến cần câu trên tay từ phàm cũng là bảo khí tam giai hiếm có vung cần câu tiếp tục thả câu về lại hồ vào lúc này trong đầu Từ Phàm đang suy diễn một bộ công pháp luyện thể, bởi vì ban nãy trong hình ảnh Vu Nam ghi chép, phát hiện tông môn có một nhân tài luyện thể. Lại làm một bản luyện thể, Ngũ Hành Quyết, dù sao cũng không tốn sức là bao. Khỏi nghĩ tên, cứ việc gọi là Ngũ Hành Luyện Thể Quyết, hồi trước không phát hiện, tội nghiệp thằng nhỏ có thiên phú luyện thể kia. Từ Phàm nói, hắn trước giờ không mấy chú trọng đối với công pháp luyện thể. Bồ Đào trong số các đệ tử của ẩn linh môn có những nhân tài nào mà ta chưa chú ý tới từ phàm hỏi rất nhiều có đệ tử mang thiên phú ngự thú đệ tử với thiên phú chế tạo và điều khiển người rối có đệ tử giỏi về kiến trúc có đệ tử mang thiên phú chỉ huy đánh trận có đệ tử mang thiên phú phù văn pháp trận nghe báo cáo của bồ đào từ phàm mới phát hiện nhân tài của tông môn mình đông đảo ra sao ta sẽ suy diễn thêm một vài công pháp phù hợp với bọn nó Ngươi bảo bàn phúc phát một danh sách, bảo hắn đi mua một ít tài nguyên cho mấy đứa đệ tử này luyện tay, về sau cứ để đệ tử có thiên phú phát triển theo thiên phú của mình. Ba ngàn đại đạo, nào có đường không thể vấn đạo thành tiên, từ phàm nói, hắn hiểu tầm quan trọng của việc dạy đúng sở trường. Ba tháng sau, những đệ tử có thiên phú đặc biệt kia đã nhận được thông báo của bồ đào, kêu bọn hắn đến bảo khố lĩnh tài nguyên. Lạ thật, sao bỗng dưng tông môn kêu chúng ta đi lĩnh đồ nhỉ? mọi người đều cảm thấy lạ. Để ý nhiều làm gì, đi xem thử là biết liền ấy mà. Một người đàn ông cao 2 mét, cường tráng như gấu nói. Bên ngoài chủ phong bảo khố, một người rối nguyên anh kỳ cầm một chiếc trương đưa cho người đàn ông to con như gấu. Đây là công pháp đại trưởng lão tự mình nghĩ ra cho các ngươi, và một ít dị bảo linh dược lúc đoàn thể cần dùng đến. Người rối nguyên anh kỳ nói. Đa tại tiền bối người đàn ông gấu lớn cúi đầu nói trong tông môn cũng có lời đồn nói người điều khiển người rối của tông môn là một vị đại năng người rối nguyên anh kỳ học điệu bộ vẫy vẫy tay của từ phàm ý nói hắn đi được rồi người đàn ông gấu lớn về lại phòng mình lấy cái trương từ trong túi trữ vật sau khi mở ra phát hiện bên trong ngoại trường ngọc giảng còn có một bộ áo giáp trọng lực chuyên dụng cho luyện thể còn lại đều là linh dược và linh đan mà luyện thể cần dùng đến còn có cả bài thuốc gia truyền coi xong mấy món trong rương, người đàn ông thì thào, tông môn không tệ bạc với ta, hùng lực ta chắc chắn sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng mình. Hắn vốn là cô nhi, chỉ nhờ bạn bè khi xưa của cha mẹ tiếp tế nuôi lớn, vào năm 13 tuổi hắn đã mơ thấy một giấc mơ, cảnh trong mơ là sau khi hắn chết vì bảo vệ thứ quan trọng nhất trong đời, hắn đã đến một nơi mà hắn cho rằng là tiên cảnh, cũng được ăn bữa cơm no bụng đầu tiên từ sau khi cha mẹ mất. Từ đó về sau, tiên giới này cũng là điều quan trọng nhất đời hắn. Cảnh tương tự cũng xảy ra trong phòng từng đệ tử một. 36 phương pháp cơ sở chế tạo người rối, đại thiên diễn thuật, còn có rất nhiều công cụ và linh kiện chế tạo người rối, tông môn đối xử với ta không tệ. Đệ tử thiên vạn binh am hiểu điều khiển con rối nói. Pháp khí không gian, quân doanh người rối, tông môn nhận ra thiên phú của ta rồi sao, đệ tử tư nhược vũ có thiên phú chỉ huy đấu trận nói trứng của thâm hải long giao, tông môn ra vốn lớn quá, thế mà lại là trứng của yêu thú đại thừa trong vô tận hải. Đệ tử Thiên Sơn có thiên phú ngự thú nói. Từ phàm nghe báo cáo của bồ đào, nở nụ cười. Mấy đứa trẻ tốt, đại trưởng lão chờ mong dáng vẻ cuộc khởi của các ngươi. Cùng lúc đó, đội ngũ từ Nguyệt Tiên ở thánh địa yêu quái đang chịu phục kích thường ngày. Tiền bối là hóa thần kỳ, cướp đồ của bọn tiểu bối chúng ta có mất giá quá không? đội ngũ săn kho báu chúng ta không đi qua khu vực trung tâm, vì một ít bảo vật trên người chúng ta, tiền bối có phải hơi quá rồi không? Diệp tiêu giao không hề sợ hãi nói với tu sĩ hóa thần kỳ cách đó không xa. Tiểu tử, đối diện có hai tên hóa thần kỳ ba tên nguyên anh kỳ, giải quyết ba tên nguyên anh trước, rồi phối hợp với món pháp bảo uy lực kia của nữ hoa. Hai tên hóa thần còn lại thì dễ rồi, lần này các ngươi lại sắp kiếm được một khoản lời rồi đó. Lão kiếm nói trong lòng dịp tiêu giao, kịch bản quả nhiên tiến triển theo lời lão kiếm nói. Giao những không gian ra, các ngươi có thể giữ lại mạng, không muốn giao thì chỉ có chết. Một tu sĩ hóa thần kỳ hừ lạnh nói, một đám thợ săn kho báu nguyên anh kỳ, ở trong mắt bọn hắn căn bản không có tư cách phản kháng. Tiền bối, dựa theo quy củ của thợ săn kho báu. Ba người trong đội ngũ dịp tiêu giao trực tiếp lấy ra một nửa số linh khoáng và dị bảo tìm được sau đó xoay người rời đi. Diệp đạo hữu, hết cách rồi, hai vị hóa thần kỳ đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của chúng ta, ngươi cũng giao nhẫn không gian ra để bảo toàn mạng đi. Trước khi đi, đồng đội còn tốt bụng nhắn nhủ. Tu sĩ hóa thần kỳ kia nhìn ba người tìm bảo vật nguyên anh kỳ đi xa, cũng không đuổi theo. Tiểu bối, cân nhắc sao rồi, tu sĩ hóa thần kỳ bày ra bộ dạng ăn chắc dịp tiêu giao. Ta muốn xem thử thủ đoạn của tiền bối, Nhìn xem răng lợi của tiền bối có thể nhai được chúng ta hay không Dịp tiêu giao đột nhiên bạo khởi Một kiếm trận khổng lồ phủ lên bọn họ Du lông kiếm trận, lên Vào lúc này, ba thợ săn kho báu Nguyên Anh Kỳ đứng cạnh hóa thần kỳ bị ba phát đạn nổ ban đầu Ngon, vừa khéo nắm chắc được thời cơ này Lão kiếm ở trong lòng dịp tiêu giao khen ngợi Trong một lúc kiếm trận của diệp tiêu giao vậy mà lại ép cho hai tên tu sĩ hóa thần kỳ không ngẩng đầu lên được. tại một nơi trên cao cách đó ba dặm, từ nguyệt tiên đổi sang một cây súng dài, lấy ra hai viên đạn phá linh bảo tam hình dài một thước, nhét vào khẩu súng bắn tỉa. lấy máu của hai tên hóa thần kỳ các ngươi khai quang cho cây súng này đi. với kẻ địch bình thường từ nguyệt tiên còn dùng cây súng trước kia, còn súng mới chỉ khi gặp con mồi có giá trị mới động thủ mà giờ đây con mồi có giá trị xuất hiện rồi. Trong chiến trường, Diệp Tiêu Giao đang trấn áp hai tên tu sĩ hóa thần kỳ bắt đầu có chút không chống cự nổi, hóa thần kỳ rốt cuộc vẫn là hóa thần kỳ, dù cho kiếm trận của hắn uy phong đến mấy, cũng có chút hao sức. Chiến lực của ngươi nha, mới hai tên tu sĩ hóa thần kỳ phế vật đã không trấn áp nổi rồi, nếu đổi lại là huynh đệ nguyên anh kỳ của ngươi, trấn áp hai tên này chắc cũng chỉ bằng cái hất tay thôi lão kiếm trong người diệp tiêu dao lại bắt đầu hình thức két bỏ thường ngày đừng quấy nhiễu ta chiến đấu trương mai mai kia sao còn chưa ra tay diệp tiêu dao chắp tay kết ấn cắn răng hô kiếm thế thương long bái thiên chỉ thấy mấy trăm thanh linh kiếm trong trận hợp lại thành một con thương long chèn ép hai tên tu sĩ hóa thần kỳ thực ra hai tên tu sĩ hóa thần kỳ vẫn chưa ra tay hết sức mà đang âm thầm dò xét người giết ba tên nguyên anh kỳ kia cơ hội ra tay vẫn chưa tới, ngươi không thấy hai tên tu sĩ hóa thần kỳ chưa dùng hết sức sao, nữ hoa kia đang chờ thời cơ đấy. Nếu đã không có thời cơ, ta sẽ tạo cho nàng một cái. Diệp tiêu giao cắn răng, điều khiển kiếm trận thay đổi. Kiếm thế, thương long nhiễu trụ. Chỉ thấy thương long trong kiếm trận vung đuôi lên, cuốn lấy hai tên tu sĩ hóa thần kỳ. Nhìn khí thế hung hăng của linh kiếm thương long, hai tên tu sĩ hóa thần kỳ hiểu ra, nếu còn không ra tay sẽ thật sự có chuyện. Lão đại, ngươi phòng ngự phá vây, ta yểm trợ phía sau, chuối lui." Một tu sĩ hóa thần kỳ cắn răng nói, trong lòng rất không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. "Được." Ngay đúng lúc tu sĩ hóa thần kỳ ra tay, Từ Nguyệt tiên ở phía xa bóp cò. Vào khoảnh khắc đạn bắn ra, một tấm khiên bảo khí lớn chặn trước mặt hai người họ. Từ Nguyệt tiên nhìn cảnh này, cười nói, "Có tác dụng không?" Ầm. Um. Một viên đạn trực tiếp bắn nát tấm khiên bảo khí, viên đạn theo sát phía sau xuyên qua tấm khiên ghim vào trán tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Diệp Tiêu Dao nhìn cảnh này, khí thế phóng đại trong nháy mắt, hai tên tu sĩ Hóa Thần Kỳ không dễ đối phó, nhưng một tên thì dễ sơi rồi. Trận đấu sau đó cực kỳ đơn giản, nhưng lúc Diệp Tiêu Dao tiến công, từ nguyệt tiên nhanh chóng bắt lấy sơ hở bắn chết tên tu sĩ Hóa Thần Kỳ cuối cùng. Hai người nhanh chóng thu dọn chiến trường đến một chỗ bí mật. Chi kho báo đi, ở đây thêm cũng vô dụng, càng về sau càng dễ xảy ra chuyện. Từ Nguyệt Tiên nhìn Diệp Tiêu Giao. Ta cũng nghĩ vậy. Diệp Tiêu Giao nhanh chóng lấy ra tất cả đồ vật trong những không gian, một lúc sau ba tòa núi nhỏ hiện ra trước hai người. Tổng cộng hơn 32 vạn miếng linh thạch, ta lấy một nửa, 16 vạn miếng. Diệp Tiêu Giao nói, đồng thời bắt đầu cẩn thận hơn, càng là lúc chia kho báu thì càng dễ bị đồng đội tập kích. Được. Từ Nguyệt Tiên cũng trở nên cẩn thận hơn, tổ đội chia kho báu có ít nhất nửa xác suất xuất hiện biến cố, đây là kinh nghiệm bao năm qua của nàng. Hai người đều cẩn thận nhận số linh thạch phần mình. Linh quán với linh dược mỗi người một nửa. Diệp tiêu giao tiếp tục nói. Được. Pháp bảo của yêu tộc với kiến trúc bảo tài đã tháo dỡ. Ta muốn pháp bảo của yêu tộc hơn. Diệp tiêu giao nát bảo yêu tộc của ngươi, bảo tài của ta, nhưng ta muốn toàn bộ công pháp của yêu tộc. Từ Nguyệt tiên nghĩ một chút rồi nói. Được. Chia xong toàn bộ đồ vật trước mặt, chỉ còn một món cuối cùng, đó chính là dị bảo tìm được ở thánh địa, đây cũng là phần quan trọng nhất. Tiểu tử, nghe ta đi, để lộ chút sơ hở, chỗ ta có một bộ khống hồn đại pháp, nữ hoa này không thạo cận chiến. Lão kiếm nói trong lòng Diệp tiêu giao ngươi nghĩ nhiều rồi, trương cô nương sao có thể là loại người như vậy. Mặc dù lòng dịp tiêu giao nói vậy, nhưng thân thể vẫn rất thành thật lộ ra một chút sơ hở, thu hoạch đợt này trị giá hơn 130.000 linh thạch, nếu có thể thu về 130.000 số linh thạch còn lại đó về tay, phản bội lương tâm kiếm được món hời cũng có thể chấp nhận. Huống hồ cũng có phải muốn giết nàng ta đâu. Từ Nguyệt Tiên nhìn dịp tiêu giao trong lúc lơ đãng lộ ra một chút sơ hở lại thấy hơi buồn cười, ngươi tưởng ta không biết đường hôi của à, theo lời của sư phụ, cái đó chính là đạo đức của kỹ nữ đấy. Số dị bảo còn lại, cái nào có thể giám định ra giá trị, chúng ta chia đôi, không giám định được, tính theo kiện. Chúng ta mỗi người một kiện, như thế được chứ, dịp tiêu giao cười nói, nhưng linh kiếm trong bao sau lưng đã vận sức chờ phát động. Được. Dịp tiêu giao không biết, Chân thân của từ Nguyệt Tiên đã sớm ở một chỗ cách đó 2 km dương súng chuẩn bị từ lâu, chỉ cần dịp tiêu giao ra tay, sẽ ăn ngay một phát banh đầu. Kho báu được chia từng chút một, không khí tại hiện trường càng lúc càng căng thẳng, dịp tiêu giao để lộ sơ hở tận mấy lần, thiếu điều nói tuệt ra ngươi lại xử ta đi. Khi kho báu dần được chia xong, hai người cũng dần thấy tiếc núi, cả hai đều thấy tiếc vì đối phương không chịu ra tay. Trương cô nương, không biết sau này chúng ta còn có cơ hội tổ đội không? Diệp tiêu giao nói, gạt đi mấy chuyện khác thì đây tuyệt đối là một đồng đội mạnh. Tùy duyên thôi. Nếu đã chia xong, vậy xin cáo từ, tiên lộ mênh mông, có duyên gặp lại. Từ Nguyệt Tiên nói xong xoay người rời đi, thoải mái để lộ lưng về phía Diệp tiêu giao, như thể đang nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội không làm kỹ nữ. Diệp tiêu giao nhìn bóng lưng của từ Nguyệt Tiên, thế mà lại thấy có chút hổ thẹn. Tiểu tử, đừng nhìn nữa, nữ hoa này không đơn giản, ngươi mà muốn ra tay, có khi lại tạch luôn đấy. Lão kiếm bùi ngồi nói trong lòng dịp tiêu dao Ban nãy ta cũng không muốn ra tay. Dịp tiêu dao thở dài. Ban nãy lúc nữ hoa này chi đồ, chân thân đã chạy tới chỗ khác rồi. Lão kiếm nói. Ngươi nhận ra mà không nói với ta, dịp tiêu dao sững sờ không phải ta nhận ra là ta cảm giác được chung quy cũng do ít nguyên anh kỳ có phân thân thần thông quá lão kiếm nói phân thân thần thông ngươi có không lão kiếm đương nhiên là ta có có nhiều nữa là đằng khác chỉ là bây giờ chưa nhớ ra thôi muốn ta hồi phục thì kiếm thêm khí nguyên linh cho ta đi đến lúc đó tha hồ có loại bí pháp thần thông này lão kiếm gào rống trong lòng dịp tiêu dao khí nguyên linh mà ngươi nói huyền ảo quá ta cũng không biết đi đâu tìm nữa. Nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là xử lý hết đống đồ kiếm được, sau đó tiếp tục nhờ Ngô Huynh để luyện chế bảo khí linh kiếm. Ta mà có 360 thanh linh kiếm bảo khí tứ giai, hai tên hóa thần kỳ ấy hả, ta dùng một tay cũng đủ xử đẹp bọn chúng. Diệp tiêu giao nói. Lúc này, từ phàm đang tự do bay lượn trên mặt hồ 10 vạn dặm nhận được tin tức từ Nguyệt Tiên an toàn trở ra. Tính cách nha đầu này cẩn thận, bên ngoài lại có thêm hóa ảnh tam thế thân thần thông nếu mà tiêu thật thì chứng tỏ ông trời không cho ngươi sống nữa rồi nhìn thấy từ nguyệt tiên an toàn trong lòng từ phàm cũng đôi chút nhẹ nhõm mười vạn dặm mặt hồ cự hồ mười một con rùa lớn vây quanh bên cạnh từ phàm tính cả một con dưới chân vừa đúng mười hai con từ phàm đặt cho mười hai con rùa lớn một cái tên rất uy phong mười hai thần rùa bảo vệ cự hồ Thành thật mà nói kể từ khi từ phàm khống chế hóa thần kỳ giao quy, cả 10 vạn dặm cự hồ đã khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả 10 vạn dặm yêu thú cự hồ đều dưới mệnh lệnh của giao quy, rời xa khu vực đất liền. Một đám người cầm tự linh đang trong tay ném chính xác đút vào miệng cho từng con rùa khổng lồ. Huyết mạch của các ngươi quá mức hỗn tạp, có huyết mạch thiên lục quy, huyết mạch giao quy, huyết mạch trấn hải quy. Những thứ này cũng không kỳ quái, dù sao cũng đều là loại huyết mạch của rùa biển vô tận. Nhưng mà tại sao trên người các ngươi còn có huyết mạch của thâm hải huyết giao và nhiếp hồn cự sa? Gần đây tử phàm đang nghiên cứu ngự thú chi đạo, đối với mặt huyết mạch của yêu thú này có chút nghiên cứu. Lúc này trên mặt hồ ở đằng xa nổi lên sóng lớn, một đầu thùng luồng khổng lồ che nửa bầu trời trên đầu tử phàm. Gào! Ngươi nói là huyết mạch của yêu thú ở trong biển vô tận đều hỗn tạp như vậy. Từ phàm ngẩng đầu nhìn tiểu hồng hoa trên đầu thùng luồn nói, cũng thuận tay bắn một quả tự linh đan, mặc dù không có ít mấy nhưng tốt xấu gì cũng có một dấu hiệu. Ô! Ý của ngươi là ở biển vô tận, yêu thú máu thuần không thể sinh tồn được. Đầu thùng luồn gật đầu. Từ phàm lại bắn một quả tự linh đan, đừng khách khí, coi như gặm hạt dưa. Cuộc sống trước kia của ngươi thật là khó khăn. Từ phàm đồng tình nhìn đầu thùng luồn nói kể từ sau khi từ phàm khai linh trí cho rùa già hóa thần kỳ mới phát hiện nó không lăn lộn nổi ở biển vô tận nữa mới chạy đến trong trung tâm đại lục lạc thiên hà lăn lộn qua ngày là yêu thú khai linh trí có bầy rùa đen nhỏ là sau đó mới tiếp xúc tu sĩ đi theo ngự thú chi đạo pháp thuật đầu tiên nhập môn học chính là khải linh thuật loại pháp thuật này chỉ có đối với yêu thú mà ngươi hoàn toàn thuần phục mới có công hiệu huyết mạch càng thuần thì càng dễ thành công Ban đầu vì dùng Khải Linh với bọn tiểu ô quy này đúng là phí mất không ít công sức của Từ Phàm. Đợi ta tìm được phương pháp tìm huyết mạch của các ngươi có thuần hay không, đến lúc đó cũng cho các ngươi hoàn toàn tiến hóa thành hộ môn thần thú. Từ Phàm nhìn bầy rùa lớn nói. Đến lúc đó nếu có kẻ địch ở bên ngoài xâm lấn, đột nhiên 12 con long quy thần thú từ 10 vạn dặm trong cự hồ sông ra, hình ảnh kia chỉ mới nghĩ thôi đã thấy thú vị. Nhìn một đóa tiểu hồng hoa chìm xuống đáy hồ một cách chậm rãi, Từ Phàm đột nhiên có cảm giác nuôi một đám ô quy rất thích hợp với hệ thống phá hoại này của chính mình. Chính mình sau khi lên cấp đại thừa kỳ, ít nhất cũng là mấy nghìn năm sau, khi đó đám đồ đệ không chừng đã thăng thiên đến tiên giới, từ đầu đến cuối chỉ có thể đi theo ở bên cạnh mình nói không chùng chỉ có bọn ô quy này. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Từ Phàm nhìn về phía bọn rùa lớn này càng thêm thân thiết lần sau cho các ngươi dùng điểm tâm lúc luyện đan tranh thủ cho các ngươi ăn tự linh đan thượng phẩm từ phàm cười nói hắn nhớ tới trở ngại đời trước nuôi dưỡng một con rùa thật tốt nó có thể tiễn ba đời nhà ngươi đi lúc này chân mày từ phàm nhăn lại một chút nguyệt tiên kỹ thuật che giấu của ngươi đã vô cùng hoàn mỹ rồi nhưng ngươi muốn giấu được ta thì vẫn còn thiếu chút nữa ngươi cho rằng dung nhập vào trong hồ nước thì ta không phát hiện được à từ phàm thản nhiên nói. Bóng dáng từ Nguyệt Tiên từ trong mặt hồ chậm rãi ngoi lên, trong tay cầm một cái lát cốt nhìn từ phàm, đợi hắn nói ra nguyên nhân lần này bị phát hiện. Ngươi là bị bồ đào phát hiện, đến lúc đó ngươi hỏi nó là được. Từ phàm cười nói. Lúc này từ phàm đã cho ô quy ăn xong, phát tay để cho 11 con còn lại đi tiêu cơm, chỉ để lại một con dưới chân này. Từ Nguyệt Tiên dừng lại ở trên mai rùa của rùa khổng lồ, lấy ra trà cụ pha trà cho từ phàm lần này hắn là mùa thu hoạch lớn rồi nếu không ngươi sẽ không quay lại nhanh như vậy từ phàm mới vừa rồi còn thấy tin tức về di tích thánh địa yêu tộc nói là đã chuẩn bị kết thúc đại thương canh giữ ở đó cũng rút lui gần hết có thể tiến hành cũng chính là linh thạch sư phụ kiếm được một tháng từ nguyệt tiên đắc ý nói nhưng vẫn không ngừng động tác pha trà trên tay nói vậy mà ngươi còn coi như thật nữa từ phàm cười nói trà từ nguyệt tiên mới pha mang theo hương trà mê người kèm theo làn khói xanh mù mịt tiêu tán dần trong không khí bỏ vốn gốc ra rồi sợ rằng linh trà này một chục vạn linh thạch hai lạng nhỉ từ phàm ngửi hương trà mê người nói kiếm được linh thạch thì hiếu kính sư phụ một chút không phải là điều nên làm sao từ nguyệt tiên biết điều nói mỗi lần đi xa đến sau khi trở về tông môn thấy từ phàm thì nàng mới có cảm giác trở về nhà ha ha, Nguyệt Tiên vẫn biết dỗ vi sư vui vẻ như vậy. Từ phàm cười nói, sư phụ, ta ở trong thánh địa yêu tộc gặp được một người thú vị. Từ Nguyệt Tiên và đội của Diệp Tiêu Giao, cuối cùng cùng nhau tính chuyện nói cho từ phàm nghe một lần. Kiếm vương tông, đạo kiếm trận. Làm sao lại trốn cũng không xong. Từ phàm có chút đau trứng, nhưng không có bối rối quá nhiều. Sư phụ, Người kia có vấn đề gì à, từ Nguyệt Tiên nghi ngờ hỏi. Không có vấn đề gì, sau này gặp phải trốn xa chút là được. Loại người này mang đại khí vận, ở bên cạnh hắn thì sẽ gặp phải trắc trở vô vàng. Từ Phàm nói. Mặc dù không rõ sư phụ có ý gì nhưng cách hắn xa một chút cũng không sai. Từ Nguyệt Tiên nói xong thì lấy ra đống bảo vật không có cách nào giám định được giá trị ở thánh địa yêu tộc ra. Sư phụ, ngươi giúp ta xem trong này có bảo vật hay không? Từ Nguyệt Tiên mong đợi nói. Từ Phàm chẳng qua chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, biểu cảm quả nhiên là thế, ngươi và nhân vật chính phân chia cái loại bảo vật không có cách nào giám định giá trị còn có thể có đồ gì tốt chứ. Đều ném hết đi, thứ duy nhất có chút tác dụng chính là cái cây ma nha bổng của thú con yêu tộc kia, ngươi có thể lưu lại làm kỷ niệm." Từ Phàm lắc đầu nói, lúc này chắc là nhân vật chính đang bán bảo bối. Ngay lúc đó, một chỗ trong tiên thành có khoảng cách gần kiếm vương tông nhất. Tiền bối, giá đã thấp rồi. Một đống dị bảo đặc biệt của yêu tộc, giá trị thấp nhất là 200 triệu linh thạch. Nếu như quý thương hội không ra được giá này thì vãn bối chỉ có thể đi đến thương hội khác xem một chút. Diệp tiêu giao mang dáng vẻ đã định trước mọi việc, nếu như không vội vã ra tay thì còn có thể bán nhiều hơn mấy chục vạn linh thạch. Cảm ơn lão kiếm, không ngờ rằng trong đống bảo vật không có cách nào giám định giá trị kia thế mà có nhiều đồ tốt như vậy. Diệp tiêu giao thật lòng nói, hắn chưa từng giàu có như vậy bao giờ, tài sản rốt cuộc hơn trăm triệu. Mặc dù bản tiên để không có ký ức trước kia, nhưng mà nhãn lực vẫn phải có. Thứ con bé đồng đội ngươi chọn, phỏng chừng cũng chính là cây ma nha bổng trị giá vài linh thạch kia. Lão kiếm đắc ý nói trong lòng Diệp tiêu giao. Tiểu ca thật đúng là bắt chẹt tâm tư của ta đến gắt gao, thôi cứ dựa theo giá cả tiểu ca nói. Giám bảo sư của hóa thần kỳ bất đắc dĩ nói, vốn cho là có thể kiếm được một khoản, nào biết gặp phải người rành nghề, cuối cùng chỉ có phí đau khổ. Được. Sau khi dịp tiêu giao đặt một số đơn hàng linh khoáng lớn ở thương hội mới để cho giám bảo sư kia sắc mặt dễ nhìn hơn nhiều. Dịp tiêu giao đi trên đường cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, trong lòng nói với lão kiếm, Ngươi nói ta đổi tất cả linh kiếm thành bảo khí ngũ hành linh kiếm cấp 3 thì thế nào? Đến lúc đó gặp mấy tu sĩ hóa thần ta cũng có thể dễ dàng trấn áp thôi. Diệp tiêu giao nói, những linh thạch này vừa lúc có thể đổi hết được linh kiếm luôn. Lúc này lão kiếm ung dung nói, ngươi biết đem một thanh linh kiếm cấp bậc đạo khí tốn bao nhiêu linh thạch không? Quầy, đang phấn chấn mà, tại sao phải nói chuyện cục hứng chứ? Bây giờ trên người hắn có chút linh thạch kia, phỏng chừng ngay cả nửa thanh cũng không ngoan được. Mười vạn dặm cự hồ, trên mai rùa, hai người thầy trò hiếm khi có thể rảnh rỗi cùng nhau thưởng thức trà. Đại ca của ngươi sau khi lên đến cấp nguyên anh kỳ, tâm tình có chút bất ổn nên bị ta đuổi ra, mang theo cả gia đình đi du ngoạn rồi. Từ phàm nói, đại ca có nói cho ta biết rồi, nhưng mà ta sợ đại ca đi ra ngoài rồi vẫn như cũ. Từ Nguyệt Tiên có chút lo lắng, từ Cương như thế nào thì nàng là người rõ nhất. Hề hề, ta nhìn các ngươi lớn lên từ nhỏ, đại ca của ngươi lần này đi ra ngoài cái gì cũng không làm được, chỉ có thể du ngoạn giải sầu. Từ Phàm cười hề hề nói, lúc gần đi hắn lấp kín con đường ra ngoài tu luyện của Từ Cương. Sau này cứ cách một đoạn thời gian, ngươi cứ dẫn theo anh của ngươi đi ra ngoài dạo một vòng. Bằng không một đại nguyên anh quang ở nhà có thể ngột ngạt đến hỏng. Từ Phàm thưởng thức một ngụm trà nói, như vậy thì đại ca sẽ lo lắng cho sự an toàn của sư phụ. Đại ca từng nói cho ta, mặc dù sư phụ có thể thắng hắn về chiến lực, nhưng rốt cuộc là một chút cơ kỳ, thật sự có nguy hiểm thì vẫn là cần đại đệ tử là hắn ra tay. Đại ca nằm mơ cũng muốn cố gắng hết sức để cứu sư phụ một lần, đáng tiếc loại cơ hội này gần như là không có. Từ Nguyệt Tiên nói, sau khi anh em bọn hắn lớn lên, đại ca của nàng không chỉ nói như vậy một lần. Đây là chấp niệm à, từ phàm đen mặt nói nằm mơ cũng muốn cứu ta một lần là cái quỷ gì mong ta gặp chuyện không may à ngươi nói có phải gần đây ta khích lệ đại ca của ngươi ít quá hay không cũng không đúng mà từ phàm suy nghĩ nói từ nguyệt tiên cũng không nói chuyện mà chỉ ở bên cạnh cười châm trà cho từ phàm đợi đại ca của ngươi trở lại ta muốn dùng bí thuật luân hồi do xét một chút xem đại ca ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì từ phàm nói Tên ngu ngơ này mỗi ngày suy nghĩ thứ kỳ quái gì. Lúc này, một màn hình ảo được mở ra, bên trong chiếu hình một người đàn ông giống như con gấu lớn đang khiêu chiến Tháp thí luyện tầng thứ 6. Xem một chút đi, người này chắc là đệ tử hiện trong giai đoạn chiến lực mạnh nhất, thiên tài thể tu. Từ Phạm giới thiệu nói, kể từ sau khi phát hiện trong tông môn có rất nhiều những nhân tài thiên phú khác, hắn bắt đầu có hứng thú với khiêu chiến của Tháp thí luyện. Trong màn hình Người đàn ông giống như gấu khổng lồ trực tiếp dùng thiết quyền một chọi một với con rối trọng giáp, hình ảnh vô cùng tàn bạo. Công pháp của đệ tử này nước lửa bất xâm, linh lực tự xoay. Thần lực trời sinh phối hợp với thân thể kim cương. Lúc ta luyện khí tầng 6, không có cách nào tóm hắn, sư phụ ngươi tìm được yêu nghiệt ở đâu thế? Từ Nguyệt tiên sợ hãi khen, thân là nguyên anh kỳ, nhãn lực cơ bản nhất thì vẫn phải có. Ha ha đây là đệ tử mà tứ sư đệ ngươi tìm được loại đệ tử thiên phú giống như thế thì trong tông môn có rất nhiều chỉ cần một trăm năm một thế hệ đệ tử mới đã trưởng thành qua thêm nghìn năm ẩn linh môn của chúng ta đã có chỗ đứng giới này từ phàm hùng tâm tráng chí nói bây giờ ẩn linh môn còn thiếu chính là thời gian sư phụ chắc chắn sẽ có ngày đó từ nguyệt liên cười nói từ nhỏ từ phàm ở trong suy nghĩ của nàng là vạn năng muốn làm một chuyện nào đó thì thành công chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. vi sư chỉ là dự đoán thôi, nói không chừng nghìn năm sau, tẩn linh môn còn lợi hại hơn so với ta. lúc này chiến đấu trên màn hình đã kết thúc. một quyền cuối cùng của hùng lực trực tiếp đánh bật con rối, con rối triệt để bị hư hao, có sửa cũng không sửa được tu luyện chính là ngũ hành luyện thể quyết, cũng là luyện thể bản ngũ hành quyết. đến hậu kỳ có thể diễn hóa thần thông chân tiên chiến thể lợi hại lớn đến mức không thể nói rõ dù sao là công kích cùng cấp bậc mà nghĩ đến chuyện đánh bại hộ thể cương khí của hắn cũng khó khăn sau này tuyệt đối là xe tăng vô địch trên chiến trường là tuyệt phối với đại ca ngươi từ phàm cười nói hắn rất mong đợi đến ngày đó sau này thật sự có ngày đại chiến với tông môn khác nhiệm vụ chém đầu cứ giao cho ta từ nguyệt tiên nói có thể từ phàm nói Lúc này, pháo bảo truyền tin của Từ Nguyệt Tiên vang lên. Sau khi nàng nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút thay đổi. "Sư phụ, bây giờ ta phải đi ra ngoài một chuyến, đại ca ở Linh Tâm Tiên Thành gặp chút phiền toái." Từ Nguyệt Tiên nói. "Có người kiên quyết muốn mời cháu ta vào tông môn của bọn họ, đại ca của ta ăn nói vụng về nên muốn ta đi cãi nhau giúp." "Đi đi, đừng để đại ca ngươi chờ sốt ruột." Từ Phàm nói hắn đã có được tin tức trước một bước, không phải chuyện gì lớn thế nên sẽ không đi quản, ở tiên thành không có tu sĩ nào dám ra tay. Nhìn động quang biến mất ở chân trời, lấy ra một cuốn tài liệu về ngự thú bắt đầu tiếp tục nghiên cứu, hắn phát hiện cũng không có việc gì nên nuôi động động vật nhỏ cũng không tệ lắm. Vào lúc cơm trưa, Khâu Tự Viễn mang theo hộp cơm chậm chậm dừng ở trên mai rùa. "Đại trưởng lão, ăn cơm." Khâu Tự Viễn nhẹ giọng nói hôm nay tại sao lại là ngươi tới đưa cơm lần này muốn ta phê chuẩn cái gì từ phàm nói khâu tự viễn lấy vài dĩa món phụ và một chén cơm linh mễ trong hộp cơm ra đặt ở bên cạnh từ phàm đại trưởng lão ta tới xin vài đỉnh núi nhỏ để xây dựng chỗ thí nghiệm cho đệ tử khâu tự viễn cung kính nói không phải ta cho ngươi quyền hạn ở phương diện này rồi sao từ phàm nói quan trọng chính là mấy tên kia yêu cầu các hạng mục thí nghiệm cho đệ tử cần trưởng lão xem qua một chút khâu tự viễn nói xong rồi đưa một cái ngọc giảng lên hay lắm tháp phòng ngự tông môn máu của yêu thú tinh khiết và lai giống thế thân chiến đấu tầm xa trung tâm chỉ huy con rối chiến đấu từ phàm tiện tay tìm mấy hạng mục không đáng tin trả ngọc giảng lại cho khâu tự viễn suy diễn ghê thật ta cắt mất vài cái mấy cái còn dư lại có thể tiếp tục từ phàm nói. Được. Lúc này, bên trong linh tâm tiên thành, một tu sĩ luyện hư kỳ ngăn cản một nhà ba người, bắt đầu cố gắng khuyên bảo. Tiểu tử, ta đã nói hết chỗ tốt, ngươi cũng không động lòng à, ngay cả tên của môn phái các ngươi cũng không dám nói, nhất định là cái loại môn phái nhỏ. Con của ngươi gia nhập vào môn phái nhỏ là thứ không có tiền đồ nhất, thiên đạo tông chúng ta chính là tông môn cấp chính, còn có ba quan tôn giả, con của ngươi gia nhập vào thiên đạo tông của ta, trực tiếp chính là đại ngộ của đệ tử nội môn. Ta tự mình làm sư phụ của con trai ngươi. Về sau Linh đang tấn cấp và pháp bảo ta đều bao hết, con của ngươi đến hóa thần luyện hư kỳ, ta tự mình đi xin cho con ngươi một cái đạo khí. Giờ phút này tu sĩ luyện hư cực kỳ giống nhân viên chào hàng sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hơn nữa còn là cái loại hôm nay không xuất đơn thì sẽ không bỏ qua có phải tiền bối coi trọng ngàn linh đạo thể của qua nhi nhà ta hay không? Một câu của Từ Cương đã nói rõ nguyên nhân tu sĩ luyện hư ra sức hứa hẹn ưu đãi như vậy. Ngươi biết vậy thì càng tốt, linh thể này chỉ có gia nhập thiên đạo tông của chúng ta mới có thể được dạy tốt, bằng không thì chỉ mai một thôi. Thiên đạo tông ta còn có một sáng tạo sư đỉnh cấp, am hiểu pháp thuật, sáng tạo công pháp, hai người này phối hợp lại quả thực là thiên y vô phùng chỉ cần con của ngươi tới thiên đạo tông ta tài nguyên tương lai nhất định không thể thiếu tu sĩ luyện hư này rất là bất đắc dĩ nhìn một nhà ba người hắn vì tìm một tên đệ tử thích hợp đã du tẩu các đại tiên thành thế tục rất nhiều năm hôm nay vất vả mới đụng phải một ngàn linh đạo thể tuổi tác phù hợp cha mẹ cũng đều là tu sĩ nguyên anh kim đan vừa hay có thể bưng một ổ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới một nhà từ một tông môn nhỏ lánh đời đi ra ngoài lại không nhìn trúng đại môn phái đỉnh cấp trung châu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha